có vả được 25 năm thì 25 năm chung sống. À. Bốn mặt con luôn. Bốn người con. Thì lúc đó cũng có cửa hàng cửa hiệu ở trên Đắk Lắk ấy. Dạ. Thì vợ nhiều khi bất đồng quan điểm thì muốn đòi buôn riêng bán riêng. Còn đứa con gái út thì là ở với anh trai là 25 tuổi với mẹ. Dạ. Thì tôi để lại hết gia tài cửa hàng cửa hiệu cho mẹ với cả anh lớn để nuôi bé gái kia. Dạ. Thì lúc đó mình hai bàn tay trắng thì mình chọn luôn hai đứa con ở giữa là khó nuôi nhất. Tôi tính từ bây giờ là mình kết hôn năm 2002 nhưng dạ, mà sống với nhau được 9 năm thì chia tay và mình ở với hai cháu, mình nhận nuôi hai con. Cháu lớn là 21 tuổi đi làm rồi, còn cháu nhỏ thì đang học đại học năm nhất. Người không phải người yêu nữa mà một người tri kỷ, tri ân mình. Mình thì mình cũng qua từng ngày tuổi rồi, cũng dạ, yêu cầu một người nó phải hợp phong thủy với mình. Hợp phong thủy là sao hả? Sinh năm 81 hoặc 1976 làm người vợ Thảo Hiền là tốt nhất. Đây những điều anh nói là 76 có phong thủy hợp rồi ha. Vợ Thảo Hiền là có nha, bởi vì một mình cô ấy nuôi mấy đứa con. Thảo thì có mà Hiền thì chắc không anh. Thảo thì có mà Hiền thì chắc không anh. Anh chào hai MC Quyền Linh và Ngọc Lan. Xin chào bạn trai bên kia và xin chào toàn bộ khán giả trong đường quay. Mình là Tăng Thị Sim. Mình năm nay 48 tuổi và đến từ Thủ Đức. Chị Sim là quê ở đâu ạ? Mình quê Hải Dương nhưng mà mình vào trong này sinh sống được 30 năm rồi. Hiện tại bây giờ đang ở Thủ Đức. Dạ. Chị Sim làm công việc gì? Chị giới thiệu cho nhà trai biết. Công việc của tôi là thợ may, làm cho công ty may ba lô xuất khẩu. Mời anh giới thiệu về mình. Chào Quỳnh Linh. Dạ. Chào anh. Ngọc Lan. Chào người bên đấy. Chào tất cả mọi người. Tôi là Nguyễn Văn Cương. Sinh quán thì ở quê Bắc Ninh. Nơi ở hiện nay thì Đà Nẵng. Nghề nghiệp của tôi thì cũng là kinh doanh tự do, bán đồ điện công nghiệp. Cửa hàng của mình luôn anh hả? Cửa hàng của mình. Ở Đà Nẵng luôn? Ở Đà Nẵng. Anh từ thành phố Đà Nẵng bay vào thành phố Hồ Chí Minh này. Đúng rồi. Nhà mình ở Thủ Đức luôn ha, hả chị? Vâng ạ, nhà em ở Thủ Đức, nhà riêng, nhà có ba mẹ con. Ba mẹ con? Dạ. Còn anh là anh sống ở Đà Nẵng với ai? Còn tôi thì có bốn người con nhưng mà hiện nay thì đang ở với người con thứ ba là sinh năm 99. Thế là hàng ngày cứ hai bố con thì là 80% là ăn cơm chợ, 20% là hôm nào nổi hứng thì nấu ăn. Vậy thì anh có vợ được bao nhiêu năm anh? Có vợ được 25 năm thì 25 năm chung sống, bốn mặt con luôn. Bốn người con. Thì lúc đó cũng có cửa hàng, cửa hiệu ở trên Đắk Lắk ấy. Dạ. Thì vợ nhiều khi bất đồng quan điểm thì muốn đòi buôn riêng, bán riêng. Có đứa con gái út thì là ở với anh trai là 25 tuổi với mẹ. Dạ. Thì tôi để lại hết gia tài cửa hàng, cửa hiệu cho mẹ với cả anh lớn để nuôi bé gái kia. Dạ. Thì lúc đó mình hai bàn tay trắng thì mình chọn luôn hai đứa con ở giữa là khó nuôi nhất. Nó là con trai. Thế là một đứa thì lúc đấy nó khoảng 13 tuổi, một đứa 9 tuổi. Thế là mình chọn hai đứa khó nuôi nhất thì về quê Bắc Ninh ở. Một thời gian thì là vào Đà Nẵng làm ăn. Thế đến khi làm ăn được thì lại mang con cái vào nuôi dạy dỗ chúng nó, cho chúng nó trưởng thành theo mình. Dạ. Vậy thì bao nhiêu năm rồi? Anh chia tay với bà xã bao nhiêu năm rồi? Chia tay được khoảng 12, 13 năm. 12, 13 năm rồi. Đó là sơ yếu lý lịch trích ngang của nhà trai và nhà gái. Nhà gái thì sao ạ? Nếu tính tới bây giờ là mình kết hôn năm 2002. Nhưng mà sống với nhau được 9 năm thì chia tay. Và mình ở với hai cháu, mình nhận nuôi hai con. Cháu lớn là 21 tuổi đi làm rồi, còn cháu nhỏ thì đang học đại học năm nhất. Dạ. Nói chung là cũng trưởng thành hết rồi ha. Rồi bây giờ mình chia sẻ một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của hai người đi ha. Về điểm mạnh ấy thì mình vui vẻ, hòa đồng và sống được lòng mọi người đồng nghiệp. Và có một cái nữa là hơi lam tính, là mạnh mẽ và độc lập tài chính. Còn khuyết điểm thì nhiều lắm. Là bếp trưởng trong nhà bếp chính nhưng mà nấu ăn không ngon. Bếp trưởng trong nhà bếp chính nhưng mà nấu ăn không ngon. Ủa? Không mà đúng rồi, có ba mẹ con thôi. Nên là, rồi còn nữa là hơi khó tính và hơi nóng tính. Thôi, bên đây khó tính với nóng tính đó anh ơi. Chịu được không? Anh nó bảo tố còn vượt qua mà gì chịu không được. Ưu điểm khuyết điểm của anh là gì ạ? Anh thì cũng vui vẻ, hòa đồng và cầu tiến, luôn luôn nâng cao giá trị bản thân. Cũng dạy con cái thế, phải luôn luôn phát triển bản thân. Không những về thể chất mà về tâm hồn. Dạ. Thật ra anh trẻ hơn so với tuổi đó. Đúng rồi. Cảm ơn. Anh trẻ hơn so với tuổi, không nghĩ là anh thì tuổi anh này mà anh còn trẻ về đâu. Sáng đi bơi, chiều đi đến phòng tập gym. Quá rồi. Hết giờ lao động thì cứ buông xuống xuống là đến phòng tập gym. Nâng cao sức khỏe. Bây giờ anh muốn tìm một người yêu thế nào? Một người không phải người yêu nữa mà một người tri kỷ, tri ân mình. Tri kỷ mình thì mình cũng qua từng ngày tuổi rồi. Cũng yêu cầu một người nó phải hợp phong thủy với mình. Hợp phong thủy.
Là sao hợp? Sinh năm 81 hoặc 1976. Đó, đó. Bên kia 76 là... Đúng không ạ? 76 đúng không chị? Trời ơi, đúng không? Ngoại hình cũng phải dễ coi. Dạ. Da trắng. Nói chung là làm người vợ Thảo Hiền là tốt nhất. Đây những điều anh gói là 76 có phong thủy hợp rồi ha. Vợ Thảo Hiền là có nha, bởi vì một mình cô ấy nuôi mấy đứa con. Thảo thì có nhưng mà Hiền thì chắc không anh Ninh. Thảo thì có nhưng mà Hiền thì chắc không anh Ninh. Hả? Thảo thì có chứ Hiền thì chắc không. Một mình nuôi hai đứa con dễ gì Hiền được. Thì để tôi qua tôi kiểm tra, còn nước da trắng nữa. Trắng. Rồi để tôi qua tôi kiểm tra. Ok. Chào anh Vinh Linh. Rồi. Bây giờ mình mẫu hình lý tưởng của mình thế nào? Nói chung là về ngoại hình thì em cũng không quan trọng lắm, đừng có sumo quá là được. Không sumo. Trời ơi bên đây chắc khỏe. Gym mà. Sáng bơi chiều gym. Cao thì 1m65, 1m70 đổ lại là được. Dạ. Còn quan trọng là tính cách. Mình không thích tính cách đàn ông như thế nào? Thứ nhất là ở dơ. Thứ hai là đừng có kèm ràm như đàn bà. Mình thích một người trầm tính và quyết đoán. Yêu thương gia đình và sống được mọi lòng mọi người là... Bên kia là yêu thương gia đình. Đó, lo cho con rất là kỹ luôn. Những gì mà chị nêu ra như vậy anh thấy là mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Chắc là cũng phải được 75%. Thế còn lại thì là nỗ lực thì dễ. Mình thấy là hơn đó. Những cái đó nỗ lực thì có được. Bây giờ là chị gái đi với ai? Em đi với chú đi tập thể dục cùng, hay cháu hay đi với nhau và con gái. Con gái đó hả? Con gái thứ mấy? Con gái thứ hai. Thứ hai hả? Bây giờ hỏi người lớn trước đây, chú đi tập thể dục cùng rồi, chú thấy chị này tính tình sao? Tức là cái cô Sim á, cổ tính cương trực lắm, ăn ngay nói thẳng, rất là chịu khó lo gia đình. Nhưng mà được lòng hàng xóm không? Được, vui vẻ, tức là đi trong nhóm mà mọi người thích lắm. Vậy là được rồi ha, đi trong nhóm đông mà người thích là được rồi. Rồi con gái nè. Rồi con gái thấy chú làm sao nè? Dạ, con chào chương trình, con chào hai MC ạ. Nói về mẹ con một chút thì mẹ con rất là giỏi. Tại vì mẹ con làm rất là nhiều việc khác nhau. Nói chung là cái gì mẹ con cũng biết làm hết. Nhưng mà mẹ con thiếu một cái là mẹ con không có lắng nghe được người khác nói. Kiểu mẹ con rất là nóng tính đó chú. Mà kiểu có một cái quan điểm riêng. Còn về phần chú thì... con thấy chú khá là hợp với mẹ, nhưng mà hơi xa một chút. Nếu như mà chú với mẹ con có thể đến được với nhau thì cho con hỏi là chú có thể sống ở trong này được không ạ? Cái này là mình phải nói thật là vì chú là có một người con trai đó, mà chú cũng đang phải gây dựng mà nó chưa lấy vợ. Chứ nó mà lấy vợ thì chú đâu chú cũng đi được hết. Bởi vì mà với lại thứ hai là Đà Nẵng cũng là một thành phố đáng sống của Việt Nam mà. Thế nếu mà thuận được thì tốt nhất là nên về Đà Nẵng. Thì là khi đó các cháu cũng phát triển được. Mẹ cháu cũng phát triển được, bởi vì là công việc không quan trọng. Nhà chú cũng có việc thoải mái. Các cháu được ăn được học ở một nơi là rất là điều kiện rất tốt. Thế còn mà nếu mà không được ấy thì chú đành phải cũng đi lại. Chú có điều kiện chú đi lại được chứ không đến nỗi, bởi vì giao cửa hàng cho con trai lớn, nhưng mà cứ thương nó một mình thì nó cứ ăn uống lại. Trước thì 80 giờ là 100 luôn phần trăm là ăn cơm hàng cháo chợ, thì là nó cũng đó, cái đấy là cũng có một cái hơi khúc mắc một tí phải chia sẻ. Chú nói đúng đó con, thật ra là thành phố Đà Nẵng hay thành phố Hồ Chí Minh thì cũng như nhau, ở đâu cũng có sự phát triển cả. Mà mẹ con thì cũng giỏi, mà sống đâu mẹ con có thể làm được ha. Và chú cũng vậy, thật ra chú nếu mà yêu thương nhau thì gần như là chú đâu chú cũng đến cả. Chú nghĩ rằng người lớn sẽ tính được điều đó. Rồi, nhà trai đi với ai? Tôi đi với con gái út sinh năm 2000 ấy. Dạ, con chào cô Sinh, chú Hiền Linh và chị Ngọc Lan và tất cả mọi người ạ. Con mong ba hôm nay cùng với cô là có một trải nghiệm tốt, cũng như là một kết quả tốt. Ba con thì rất là vui tính, rất là hiện đại. Thường thì các bạn cỡ tuổi con thì cũng rất khó chia sẻ với cha mẹ, nhưng mà con lại may mắn hơn là con có thể chia sẻ với ba từ cuộc sống, công việc với lại tình cảm. Ba như người bạn thì cho con rất nhiều lời khuyên. Nên là cô yên tâm thì ba rất là tâm lý và cũng rất quan tâm về sức khỏe, rất là hiểu về phụ nữ ạ. Con thấy cô làm sao? Con thấy cô rất là dễ thương. Con cũng rất thích những người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ. Cô cảm ơn con. Dạ.
Con mong cô và ba có thể cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Lần đầu gặp con có chút quà gửi cho cô. Trời ơi, dễ thương quá. Đến luôn con. Ấy, chưa có gì là có con gái của đối phương tặng hoa cho mình rồi. Cô cảm ơn con nhiều. Ấy, rất là tâm lý. Rồi. Thôi, bây giờ mình hai người lớn để ta nói chuyện nhau đúng nha. Rồi. Mở rào. Chuyện còn lại là của anh đó nha. Dạ. Tại anh có một món quà mà người phụ nữ cũng hay thích, đó là cái dăm bông anh tự anh làm. Thì cha con hay thì cha con là hay kiểu như phải có nấu ăn đồ ăn sẵn nên thứ hai là người phụ nữ cũng cần chăm sóc da, cho nên là cái hộp kem dưỡng da. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Lo cho bao tử rồi lo cho làn da nữa ha. Em đến với chương trình em cũng có một chút quà tặng anh, một chiếc dây lưng. Dạ. Không phải là để chói anh đâu, để chói anh được. Chói cũng được hả? Chói được, cột được. Em nhìn anh thế nào? Em thấy anh hơn cả tiêu chí em đặt ra. À thế à, rồi cảm ơn. Em thì đến đây là thực ra là em ly hôn 12 năm rồi. Tính theo thời gian ly thân đó là 13 năm. Để cho em hỏi anh cái này trước. Trong quá trình mười mấy năm độc thân đó, thì anh sống như thế nào? Thì đấy, cứ hai bố con cứ như thế. Thì sáng đi tập, đi bơi rồi mang đồ ăn về cho con. Rồi sau đó mình để cho con nó làm thì mình đi cà phê cà pháo. Rồi anh chị có hỏi han nhau trong suốt cái thời gian đó không? Hay không, là không hỏi han gì hết ấy. Chỉ có cái nào bắt buộc phải trao đổi thì trao đổi thôi, chứ còn mọi thứ là con cái là anh lo hết. Nếu như và em anh mà thành được với nhau thì anh sẽ sắp xếp cuộc sống hôn nhân sau này như thế nào? Một là em bán tất cái số đấy để em cho con cái em, để dành cho con cái em. Thế là về Đà Nẵng với anh thì vẫn nuôi chúng nó. Thế thôi, còn cá nhảy vào ao nhà anh thì nó là cá của anh. Thế thôi. Nhưng mà thực ra cái này thì em chưa chuẩn bị được tâm lý. Bởi vì em thì các cháu tuy rằng lớn nhưng mà nó chưa trưởng thành, chưa đứa nào có gia đình. Cháu thì đang học. Mà hôm bữa là em có hỏi nếu như trường hợp mẹ đi bước nữa mà gặp cái người mà người ta yêu cầu mẹ phải theo chồng thì con nghĩ con có theo mẹ không? Thì nó bảo không, con là người Sài Gòn mà, con chỉ ở Sài Gòn thôi. À. Đó, nó bảo vậy. Thì cái vấn đề này thì em chỉ nói vậy thôi, còn để chia sẻ sau. Thật ra Linh rất là thích tính anh nha. Linh cho xin ngắt lên góp ý chút xíu nè. Thật ra anh nói như thế gần như là trọn vẹn hết rồi đó. Hết là tình, hết lòng rồi đó. Thật ra mình không có nghĩ mình bán nhà đâu. Thí dụ chị có thể để nhà cho con đúng cái rồi, để hay cho là con chị luôn. Như thế nào đó. Miễn sao về Đà Nẵng gần như là con cái về đó học anh cũng lo hết. Đấy là đang nêu về cái quan điểm, nói chung là cũng quan trọng trong cái thời gian đầu. Nhưng mà quan trọng thì em và anh có cảm mến nhau hay không? Thế anh là anh cũng thôi. Thấy là mến em đến 7-8 phần đó. Chứ em là người khó tính. Thực sự là em không đủ lòng tin, cho nên là em hay quay xe lắm. Em nói thật vậy. Nên là nếu như anh cho em đủ lòng tin thì không thành vấn đề. Cái lòng tin đó thì phải là đấy, thời gian tương tác của hai người thôi. Chứ không thể cái lúc này thì rõ ràng là anh bấm rồi. Thế nhưng mà còn cái tương tác sau này thì đúng rồi. Anh cũng phải là đàng hoàng. Chứ không có cái kiểu mà gian gian díu díu mập mờ. Hay quá, hay quá. À, mở lòng mình đi ha. Hai người nào, hai người đứng gần nhau chút xíu để ta cảm nhận về nhau chút xíu. Bây giờ nè, mình Bắc Ninh quan họ là đúng không? Anh thể hát tặng chị một đoạn và ngược lại chị hát tặng đoạn, ví dụ chẳng hạn. Không nhờ anh hát tặng em thì được, nhưng mà em từ chối hát. Rồi. Em cũng biết hát. Anh hát đi anh, đó. Người ơi, người ở đừng về, người về tôi dặn đi. Này có mấy lời này, ở nơi này là sông ý sâu là
sâu sông bên chờ lối, mà này cũng có đò đầy người chờ quàng, đâu ý hơn là hơn đôi bên người kết, mà này cũng có đâu bằng thì về với tôi. Anh hát rất là hay, đúng giọng con họ Bắc Ninh. Chị thấy anh sao, dễ thương không? Anh dễ thương hơn em tưởng tượng. Đúng, thật ra Linh bây giờ Linh rất là cảm tình với anh luôn đó. Một người đàn ông bản lĩnh nha, phải nói là trẻ hơn so với số tuổi. Đúng rồi. Quan trọng là cái năng lượng đó, luôn luôn có những năng lượng tích cực. Cuộc sống mà nếu mà chúng ta cái độ tuổi này mà con cái cơm áo gạo tiền mà không có năng lượng tích cực đó thì không thể sống nổi đâu ha. Mà ảnh đã có rất nhiều cái năng lượng đó và ảnh mở ra một con đường rất là sáng về cái câu chuyện tình này. Tình nghĩ rằng được đó ha. Còn quan trọng là do chị thôi chứ ảnh là 70-80% mà ảnh nó bấm luôn rồi đó. Dạ, cảm ơn anh Linh. Rồi thôi mình về vị trí thôi. Thích thì bấm ngay. Đúng. Thích rồi là... bấm luôn. Thích là nhích. Thích là nhích. Chúc mừng anh chị. Rồi, chính thức mình hẹn hò với nhau rồi đó. Rồi, chúc mừng anh chị nha. Dạ, dạ, cảm ơn. Một nụ hôn đầu tiên. Cảm ơn chương trình. Đâu thôi. Quá dữ luôn. Thích sợ nhưng mà thích. Hỏi nè, trải qua cũng mấy mối tình rồi đúng không? Dạ. Bây giờ đã muốn tiến tới hôn nhân chưa? Dạ có vậy. Bây giờ ví dụ em tiến tới hôn nhân mà cái người bạn gái của em cũng trải qua nhiều mối tình, nhiều cái tình trường rồi thì em có ngại không? Dạ không, em đã cho phép ở cái vé trước của em là như vậy rồi mà. Không, tại nhiều người ích kỷ lắm, đàn ông vậy đó. Bạn gái của mình thì mình muốn sở hữu chiếm đoạt, muốn ở cho lâu rồi cuối cùng bỏ anh ta. Nhưng mà khi mình lấy vợ mình đòi người còn nguyên si ở đâu ra? Dạ không, em nghĩ có tình trường thì cái bạn đó mới trưởng thành được. Nhờ cái đó mới giữ được cái tình cảm bền lâu sau này được. Chắc ha. Dạ. Rồi, bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân được? Khoảng 3 năm nữa. Lâu quá vậy? Dạ, dạ. Tới 5 năm không hợp. Tới 3 năm nó không hợp rồi sao trời? Em tên là Lý, em năm nay 26 tuổi, quê ở Tây Ninh. Em là nhân viên nhân phòng ở quận Tân Bình. Rồi, bạn trai mình giới thiệu về mình á. Em tên là Nguyễn Hồng Cương. Em đến từ Bình Thuận, năm nay em 27 tuổi. Và hiện tại thì em đang làm nhân viên IT tại công ty cổ phần công nghệ phần mềm NGS. Cũng ở gần cái công ty của bạn bên kia luôn. Không biết là bạn ở Tân Bình mà bạn ở đường nào bạn? Dạ ở Cộng Hòa. Mình cũng ở Cộng Hòa luôn, mình ở chỗ tòa nhà Skate Bar. Dạ không biết. Hỏi tiếp đi, hỏi tiếp đi. Đang hay mà, tiếp tục đi. Hỏi có gì thân quen nữa không? Bạn ở Tây Ninh, bạn có ở gần núi Bà Đen không? Dạ cũng gần gần. Mình cũng biết Tây Ninh nhiều rồi nhưng mà chưa có đi núi Bà Đen lần nào hết. Hy vọng lần này có cơ hội để xuống núi Bà Đen để khám phá núi Bà Đen. Vậy mà tưởng đâu ở Sài Gòn cũng gần, ở Tây Ninh gần luôn chứ. Thì nhắc tới Bình Thuận thì em nhớ tới gì địa danh vậy ha? Bình Thuận Tân Cát. Cá hả? Dạ. Đồi cát ở Đồi Dương cũng rất là đẹp. Nhưng mà anh thì không phải ở đó. Quê anh ở Bình Thuận nhưng mà anh lại ở Đức Linh. Cái vùng của anh á thì nó chủ yếu là đồi núi. Và Bình Thuận, em thấy cái Bình Thuận, cái địa danh đó em cảm thấy rất là tự hào về quê hương mình. Nó có cái tên rất là dễ thương. Ví dụ như em ở là xã Đức Hạnh, gần đó thì có Đức Tài, rồi Đức Tín. Rất là hay. Nếu mà có dịp nào đó thì mời Lý về Bình Thuận chơi. Dạ. Rồi hôm nay Lý đến đây tìm một người yêu như thế nào? Dễ thương, tròn tròn chút xíu. Bạn ở đây mập dữ lắm luôn, hình như bạn 90 mấy ký á. Bạn 92 được không bạn? Dạ hơi 70 được rồi anh. Mới nói thích tròn tròn mà. Cũng vừa vừa thôi anh Quyền Linh rồi. Điểm gì không thích? Hút thuốc. Đi hút thuốc không bạn? Dạ không, trước giờ em chưa hút thuốc. Dạ đặc biệt là con trai có khuynh hướng bạo lực. Em rất là sợ vậy. Đừng có giữ quá, nãy giờ thấy bạn này nói nhiều quá. Đâu nói nhiều chứ đâu có giữ. Nói nhiều chứ chắc giữ. Nói nhiều chứ mình nạt cái nín mà. Em nghĩ là em nên nhường bạn nữ chút xíu. Nhiều khi tính mình cũng điên điên lên, mình cũng cào cấu thì cũng sẵn sàng cho. Cho ta cào cấu không bạn? Dạ có chị. Wow. Tính em thì cũng không bạo lực bởi vì em cũng có chứng kiến nhiều cái hoàn cảnh mà bạo lực gia đình và em cảm thấy rất là bất bình về cái chuyện đó. Nên em nghĩ là chính ngay từ bản thân mình cần phải làm tốt điều này đã. Nên là về cái vấn đề này bạn cứ yên tâm. Yên tâm ha. Mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi. Em chỉ được cái là em biết lắng nghe và quan tâm chia sẻ. Mà cái gì mà xấu là em nói thẳng là xấu. Em không có dối lòng mà khen đẹp được. Bạn bè cũng nhắc nhiều cho nên em cũng đang sửa. Không sao, chị nghĩ bình thường thôi. Mình cứ sống thật với bản thân mình là được. Em cũng hơi tệ chút xíu, không có giỏi nội trợ cho lắm. Dạ. Em thích con trai, em biết nấu ăn. Em biết nấu ăn không? Dạ em biết nấu nhưng mà nấu không có được ngon lắm vậy. Dạ từ từ em tập ăn được. Thì em thấy ngon, còn cái người ăn thì hên xui vậy. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi?
Thời sinh viên cũng có hai mối tình, rồi sau này đi làm thì cũng có một mối tình. Mới bây giờ cái mối tình dài bao nhiêu lâu? Khoảng gần 2 năm anh. Lý do tại sao mình chia tay? Sau một thời gian quen thì em cảm thấy là bạn nữ đó chưa có phù hợp với mình một vài điểm. Ủa tại sao mình nghĩ cái điều đã xảy ra rồi mà mình phải nhìn thấy chứ? Tình yêu nó nhiều khi nó cũng phải trải qua một thời gian rồi mình mới nhận ra được. Dạ không chị, đầu vô thấy không hợp đi, mất thời gian, hơi lãng phí tuổi thanh xuân của người ta. Độc ác, độc ác rồi. Trời ơi, nói một câu xanh rờn độc ác. Em nghĩ là trong cái việc mà tình trường nó cũng giúp ích cho bạn nữ trưởng thành nhiều hơn. Em nghĩ là vẫn còn có cơ hội rất là nhiều. Quen 2 năm mà, chứ đừng quen tao 10 năm nó không hợp. Bạn hãy nói cho bạn gái biết mình có những cái ưu khuyết điểm gì. Biết quan tâm người khác, kể cả công việc của mình hay là công việc của người khác. Em cũng luôn luôn nhiệt tình, ga lăng. Cũng hơi dễ gần á. Nên nhiều lúc đi về quê, cứ mỗi lần đi về quê mà không đi xe máy gì thôi, đi xe đò. Cứ mỗi lần đi xe đò là ai là một cô ở đó. Anh vậy đó hả? Dạ. Tự nhiên cái mối tình xe đò của em nó giống như là định mệnh vậy đó, xác đánh vậy đó. Vậy là nhiều lắm à? Nhiều lắm luôn. Cứ mỗi lần đi xe đò là cô hả? Dạ, cũng xác suất là cũng 3 lần một cô. 3 lần cô đó, giờ bạn đi cả trăm lần vậy đó hả? Chưa tới anh. Chắc người ta thấy mình dễ gần rồi người ta cũng bật đèn xanh cho mình luôn. Rồi bạn cũng dễ gần luôn. Nhiều lần nó xảy ra như vậy rồi em cũng sợ. Nên là dần dần cái em phải chuyển sang là đi phương tiện xe máy chứ không dám đi xe đò nữa. À, vụ này ngộ ạ. Vụ này lạ lắm nha. Bên này hơi hoang mang rồi nè. Thôi, anh nghe cái vụ này cũng hơi hoang mang tí. Theo em ý kiến thì sao? Con trai đặc biệt là em không hết con trai lăng nhăng. Mà bạn này dễ yêu quá à. Gặp ai cũng yêu được thì gặp em vậy rồi gặp người khác nữa thì sao? Thấy câu hỏi đó chút em hỏi người kia nha. Dạ. Cái này cũng hơi căng á, tức là hơi rung động nhiều quá. Hoang mang. Vậy sao trên xe đò chưa gặp mối tình nào mà gọi là mình tiến tới hôn nhân luôn hả? Về những cái mối tình của mình thì em vẫn nhớ nhất là cái mối tình đầu của mình á, là cái mối tình thời sinh viên á anh Quỳnh Linh. Dạ. Thì có kỷ niệm gì? Dạ, cái nụ hôn đầu đời ở cái mối tình đầu tiên nó đặc biệt. Sao? Tả thưa lâu quá tôi không nhớ nụ hôn đầu đời. Kể nghe coi sao. Dạ. Cái nụ hôn ai trời chị Cát Tường. Không sao, không sao. Dạ. Cái hôm đó vậy cái bạn em nói là không quen nữa để tập trung cho việc học. Em đi về nhưng mà đi ra tới cửa cái tự nhiên bạn nó lôi em lại để em vô trong trường luôn. Hôn cuối là bạn nó hôn em hả? Rồi tới gì nữa? Tự nhiên lúc đó em rung anh. Rồi em có làm gì nữa không? Em lúc đó em đơ. Là lúc đó là hôn đầu tiên của em nụ hôn đầu tiên luôn á hả? Dạ đó. Vậy là nụ hôn đầu tiên bị ép buộc đúng không? Là bị cưỡng hôn hả? À, gần như là vậy đó chị. Mà sao nữa? Nhưng mà cảm thấy nó đã. Giờ có thích hôn nữa không? Dễ sợ. Dạ giờ vẫn thích hôn anh. Rồi chứ có nút gì không? Nhưng mà này nè. Dạ. Người bạn gái mà ví dụ như ta cưỡng hôn mình, người ta làm gì cưỡng cưỡng thì ghê vậy? Mình có nghĩ là người ta dạng quá không? Có gì? Có sợ cái người bạn gái mà mạnh dạng quá không? Dạ mạnh dạng quá em cũng sợ nhưng mà vẫn thích, tức là nó thích vô sợ nhưng mà thích. Bây giờ tôi hỏi nè, trải qua cũng mấy mối tình rồi đúng không? Dạ. Bây giờ đã muốn tiến tới hôn nhân chưa? Dạ có vậy. Bây giờ ví dụ em tiến tới hôn nhân mà cái người bạn gái của em cũng trải qua nhiều mối tình, nhiều cái tình trường rồi thì em có ngại không? Dạ không, em đã cho phép ở cái vế trước của em là như vậy rồi mà. Không, tại nhiều người ích kỷ đó, đàn ông vậy đó. Bạn gái của mình thì mình muốn sở hữu chiếm đoạt, muốn ở cho lâu rồi cuối cùng bỏ anh ta. Nhưng mà khi mình lấy vợ mình đòi người còn nguyên si ở đâu ra? Dạ không, em nghĩ có tình trường thì cái bạn đó mới trưởng thành được. Nhờ cái đó mới giữ được cái tình cảm bền lâu sau này được. Chắc ha? Dạ. Rồi, bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân được? Khoảng 3 năm nữa. Lâu quá vậy? Dạ. Tới đó nó không hợp. Tới 3 năm nó không hợp rồi sao trời? Thì 2 năm gì? Lát mở màn lên 1 năm. Có thể à? Có thể lắm á chị. Nhiều khi đè hôn cái là thôi cưới liền luôn. Tôi nghiên cứu cái vụ này, tôi tư vấn cho cô bên này mới được. Sợ mà thích. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ hai. Hai. Mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi? Dạ cách đây cũng lâu rồi chị, 4 năm rồi. Mà tại sao 4 năm không có ai? Hình như em ở một mình lâu quá, cái em thành ra em thích một mình luôn. Em thoải mái khi được ở một mình hơn. Vậy tại sao hôm nay mình đến với chương trình? Em cũng sợ mình để lâu quá vậy thì càng ngày em càng muốn một mình hơn. Thì em cũng phải kiếm bạn trai. Bao lâu thì mình nghĩ tới chuyện hôn nhân? Dạ chứ khoảng 1-2 năm nữa. 3 năm lâu quá đúng không? Dạ. Cũng được, nhưng một năm bắt đầu gia đình hai bên phải gặp mặt nhau rồi bắt đầu tìm hiểu rồi mình lên kế hoạch đám cưới. Em đi có ai theo ủng hộ em không? Dạ có ạ, có bạn bè của em. Mình thêm ý kiến của vài người bạn nữa coi sao. Em thấy thì bạn trai này cũng ngoại hình dễ thương, vui vẻ. Nhưng mà về cái tính cách dễ yêu này kia chị thì em thấy
Nói chung là sửa đổi xíu đi. Chứ em gái mình là nó không thích vậy đâu ha. Chị là làm chung với Lý hả? Ừ, đúng rồi. Nhờ chị nói đỡ cho mày. Nhưng mà em phải thay đổi thì mới nói đỡ được. Đó là em nói là lúc đó em chưa có quen ai. Hả? Nên là em sẽ sẵn sàng mở cơ hội và mọi người cũng mở cơ hội cho em. Nhưng mà đến khi mà em quen một người thì em chỉ có yêu thương và chăm sóc bạn đó thôi. Chứ không có... Vậy là mai mốt vợ em không cho em đi xe đò. Thì đi xe máy. Bạn Nam có đi với người nhà nào không? Dạ có, em đi với em gái. Dạ em chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Rồi chào em. Em thấy anh hai em nói có những cái mà anh hai tốt, nhưng mà anh hai nói thành những cái mà người khác không hiểu mà cứ nghĩ đó là cái khuyết điểm của anh hai em. Ví dụ? Ví dụ như là anh hai mở lòng, đó là những cái lúc mà anh hai chưa có người yêu. Còn khi có người yêu rồi thì anh hai rất là chung tình. Cái thứ hai nữa là anh hai rất là thương em gái, thương gia đình. Không, cái này là em chắc chắn luôn chị. Dạ, tại vì cái chị mà yêu anh hai em gần đây nhất thì em cũng rất là thân với chị đó. Không biết thì chị thấy sao, nhưng mà đối với em, anh hai em là một cái người mà em y như là thần tượng và muốn hướng tới cái một người chồng tương lai sau này của em. Cô em gái hy vọng rằng những cái lời phát biểu của cô em gái sẽ phần nào cứu cánh ra một mớ, cứu cánh được cho cái mối lương duyên này. Cảm ơn lên. Chào anh. Chào em. Ở số bao nhiêu Cộng Hòa ta? Dạ 43 Cộng Hòa. Anh là 19A Cộng Hòa này. Nên chắc cũng gần. Quan niệm của Lý về tình yêu như thế nào ha? Dạ em thích một mạc chân thành, nhưng phải chung thủy. Em cũng không dám phán xét gì anh hết, tại vì mới tiếp xúc thôi, mình chưa có hiểu hết. Nhưng mà em mong là mình đừng có dễ siêu lòng vậy nữa, nếu không là tội nghiệp bạn nữ của anh lắm á. Đôi khi cái cảm xúc á nó đang ở cao trào nên mình chia sẻ luôn. Chứ mà thực sự con người anh thì nó cũng rất là điềm tĩnh, điềm đạm. Em rất là ngang tàn, cho nên là phải có sức chịu đựng bền bỉ và dẻo dai. Anh nghĩ là làm được. Anh có chắc không? Em tìm đúng người rồi đó. Một cô gái rất là xinh xắn nha, rất cá tính. Em còn những cái ưu điểm gì em có thể đem ra thuyết phục bạn gái đi, chứ không là không bấm nút á. Bản thân anh là một con người làm việc có kế hoạch. Yeah. Và anh quan niệm rằng là một người con trai thì đảm bảo cho người phụ nữ của mình có một cuộc sống nó bình yên, có một cái chỗ dựa vững chắc về sau này. Dạ đúng rồi. Thì anh nghĩ là nếu như mà em cho anh một cơ hội, thì khi mà ở gần nhau, quen biết nhau, thì lúc đó với cái sự cảm nhận về nhau nó mới sâu sắc được, nó mới chính xác được. Chứ mà 20 phút hoặc một khoảng thời gian ngắn thì anh nghĩ đôi khi cái sự suy nghĩ về nhau nó cũng chưa phải là chính xác 100%. Dạ. Rồi. Chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ các bạn nha. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. 3 2 1. Hết thời gian. Bạn trai có hồi hộp không? Em vẫn còn chút phân vân cái vụ hồi nãy đó, phải không? Cái vụ mà không, bạn trai nói có khi nói hơi lố chút đúng xíu. Đúng rồi, trên kệ chưa biết cách, đâu. Chưa biết cách trình bày nữa. Ừ, một người cái mặt rất là phúc hậu thế này mà không lẽ chúng ta nhau một cái đi. Dễ thương mà, cặp đôi này rất dễ thương. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ gặp các bạn ở trong một trang phục khác đẹp hơn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút thật là hạnh phúc. Tại sao? Em thậm chí em còn nói rất chi tiết về những cái tiểu sử của em mà cơ. Chấp nhận thì từ đó về sau em yêu, còn không chấp nhận thì chia tay. Nhưng mà em không nghĩ là đối với những mối quan hệ vậy mình sẽ bị thiệt thòi, mình là phụ nữ mà. Em không nghĩ thiệt thòi đó chị. Em quen những người đó xong rồi em có trải nghiệm xong rồi em sẽ biết cách đối nhân xử thế với mấy cái tên mà làm chồng em sau này. Em nghĩ vậy. Mấy cái tên làm chồng em sau này lắm hả? Rồi, bạn tự giới thiệu cho mình. Em tên là Nguyễn Thị Anh. Nguyễn Thị Anh. Dạ, nhân viên văn phòng. Anh bao nhiêu tuổi? Dạ 33. 33? Dạ. Có ngại quen hơn bạn trai nhỏ hơn không? Hơi ngại chút đó chị. Tại vì em á là chuẩn lắm á. Chuẩn chàng về tính cách lắm á. Em 60 em vẫn còn quen được mà. 60 tuổi. Lấy chồng 60 cũng được em hả? Dạ vâng. 33, 32. Ủa anh Việt có ngại bạn gái lớn hơn tuổi không? Dạ không chị. 33 tuổi, bạn có bao nhiêu mối tình rồi?
Nhiều lắm chị, em toàn đi đi cua người khác không à. Cua được bao nhiêu người? Em yêu dữ dội lắm, em thấy người nào em thích là em tấn công. Mà em toàn yêu đơn phương, mà em công khai luôn. Em tấn công người ta mà em chia sẻ hết luôn. Mà có người nào thành đáp lại tình yêu của mình chưa? Họ nhất quyết không nói, họ cứ nhìn, họ quan sát xem em có kết cục, cái tính cách em sẽ thay đổi như thế nào trong mối tình đó. Ê, khi em thấy nó không thành nữa thì là tự em rút luôn. Mà em rút là em rút biệt tâm, biệt tích luôn. Coi như thích là tấn công ào ạt, mà cảm thấy không có được đáp trả lại là ghê luôn. Rút mà không cần một câu giải thích, không cần một hồi âm. Từ xưa là còn đi cua trai không? Nhiều lắm chị, cua trai không. Vụ này được à, kết bạn với mình nha. Mình cũng thích vụ này lắm nha. À, cua trai không? Mạnh mẽ quá. Nhưng mà chưa được trai nào cua hết trơn hả? Chắc là họ cũng cảm nhận, nhưng họ thấy em phức tạp quá nên là họ... Ủa sao phức tạp? Em thường đi chơi với nam giới là em cứ dành một cái thế trận nào đó, xong em cứ đưa họ vào, xong đưa họ ra, đưa vào, đưa ra, mà họ không hiểu em muốn gì hết á. Họ nghĩ là chắc là quen đó thì quen, nhưng mà họ yêu thì chắc không giống yêu. Nhưng mà vậy là cuối cùng để nói là mình có một cái mối tình nào thật sự yêu qua yêu lại, sâu đậm, có chưa? Có rồi chị, chưa sâu đậm đâu. Tại cái anh này là anh có vợ rồi. Thành ra em á, em cảm nhận ra anh cái tình yêu của anh lạ lắm. Em đọc sách báo hết nha, nói là đàn ông có vợ là không nên yêu cái gì. Nhưng mà em thấy đàn ông có vợ hấp dẫn. Hấp dẫn, hấp dẫn, sao tôi có vợ rồi, hấp dẫn gì trời? Họ từng trải này. Thứ hai nữa là họ... họ hiểu tâm lý phụ nữ anh. Thứ ba nữa là em cứ thích cái gì độc và lạ là em thích à. Nhưng mà đến cái một ngày đẹp trời thì em cũng đến lúc thì dừng rồi đó. Cái em đi chùa, em mới khóc, em bảo là nếu như em có chồng á nha thì cho em gặp chồng, còn nếu em độc thân đừng có để cho em yêu ai hết á. Cái em ra khỏi đó là chương trình hỏi là có muốn đi gặp hẹn hò không, em có ok liền. Tại lúc đó là em nghĩ là duyên số đến rồi, em đi liền. Anh nghe vậy anh thấy sao anh? Nãy giờ cô ấy trải lòng mình á, đây là một người rất là thật đó chứ, dám nói, dám nghĩ, dám làm đấy. Dạ đúng rồi, tính mình cũng dễ lắm, nhưng không khó. Dễ không? Dễ sao giờ còn ế? Ế thì có thể do môi trường của mình thôi. Môi trường anh tốt quá mà, thuận lợi để gặp những người đẹp mà. Không có, môi trường này là dạy cho thanh thiếu niên và thiếu nhi á, từ khoảng 12 tới 15 thôi. À chứ không có dạy người lớn hả? Không có dạy người lớn hả? Anh được mấy mối tình rồi? Dạ, một mối tình ạ. Lâu chưa? Lâu rồi, từ hồi đi học. Từ hồi đi học? Dạ. Cấp 1, cấp 2, cấp 3? Không, từ cấp 3. Cấp 3? Dạ, cấp bao nhiêu năm? Cũng được khoảng 2 năm thì sau này cô đó đi Úc. Một thời gian dài vậy là chưa có người yêu nữa. Dạ. Sao chịu được anh? Mà khoảng cấp 2 á là cứ đi thi đấu suốt à. Yêu màu quần vợt hơn là yêu phụ nữ hả? Không phải, có thể là do chưa gặp đối tượng. Đối tượng anh như thế nào? Đừng có thì mà yếu đuối quá thôi, hơi mạnh mẽ chút xíu. Mạnh mẽ như cô đó được không? Quá được. Quá được. Có thấy đâu mà nói được. Nghe giọng nói là biết được rồi. Cái mẫu người lý tưởng của anh là như thế nào? Khi mà quen nhau về với nhau á, ví dụ đang khá giả vì bị sụp xuống á, thì mà hai vợ chồng phải biết đồng cam đồng khổ mà vượt lên. Là gì nữa? Thì thôi được rồi. Đơn giản vậy thôi. Những cái gì không thích người phụ nữ? Thế mà không, không chưa đâu. Không có gì không thích hết hả? Vậy là dễ lắm đó. Bên đây chị hỏi em một câu nè, sở thích của em là gì? Nói chung á là em thích cảm nhận về cuộc sống này, rồi thích chia sẻ cuộc sống với mọi người á. Người nào hiểu được em á thì là em sẽ chọn làm chồng hoặc là làm người yêu gì đó. Còn chưa hiểu thì em ở mức độ là bạn thế thôi. Và ngày hôm nay em đến với chương trình, em mong muốn người bạn trai mình bên kia là người như thế nào? Nói thật với chị là một á là không biết gì hết, hai á là phải thật sự sâu sắc và hiểu biết rộng. Cô này hơi căng anh Linh ơi. Anh Việt nghe nãy giờ anh Việt có sợ không anh Việt? Dạ không à chị. Bình thường, anh bình thường. Bây giờ anh có đi với ai? Dạ không à. Còn cô bên kia có ai đi theo không? Dạ có. Đâu mình giao lưu chút xíu với người thân coi. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Tất cả các bạn ngồi đây. Em nghĩ bạn mình là người như thế nào? Nhìn bề ngoài thì có vẻ hiền, nhưng mà bên trong thấy cũng hơi nổi loạn một chút. Chị thấy bạn ấy, dù chị nói bạn ấy hơi phức tạp một chút thì em thấy sao? Quá phức tạp luôn chứ không phải là hơi à. Theo em thấy anh Việt bên đó như thế nào? Theo em thì ảnh cũng chững chạc, có vẻ là người đáng tin. Chị vẫn thắc mắc với em, chị cho hỏi em một câu như thế này thôi. Thế bây giờ em cứ cua cua tùm lum hết rồi, có vợ rồi gì lum la em làm hết. Em không sợ là khi mình tìm được cuộc tình yêu đích thực, người ta nhìn lại cái quá khứ của mình, người ta lại không dám đến với mình? Em không sợ chuyện đó chị. Tại sao? Em thậm chí em còn nói rất chi tiết về những cái tiểu sử của em là con. Chấp nhận thì từ đó về sau em yêu, còn không chấp nhận thì chia tay. Nhưng mà em không nghĩ là đối với những mối quan hệ vậy mình sẽ bị thiệt thòi, mình là phụ nữ mà. Em không nghĩ thiệt thòi đâu chị. Em quen những người đó xong rồi em có trải nghiệm, xong rồi em sẽ biết cách đối nhân xử thế với mấy cái tên mà làm chồng em sau này. Em nghĩ vậy. Mấy tên làm chồng em sau này lắm hả? Cô này cũng căng à nha. Quan điểm em như thế nào về trinh tiết của phụ nữ? Em nghĩ cái trinh tiết của người phụ nữ không phải là cái cơ thể của cô ấy đâu. Trinh tiết có nghĩa là cái sự chung thủy của cô ấy á. Chung thủy với một lòng một dạ với chồng, với người yêu á.
biết lo lắng, biết yêu, biết nói xong mọi thứ với người ta là... Thế em nghĩ em có là người chung thủy không khi em lập gia đình? 100% là chung thủy. Nhưng mà người đó phải làm cho em yêu mới được nha, không có gì em ngoại tình à. Ngoại tình. Em ngoại tình tư tưởng á. Nãy giờ con này căng lắm á anh Linh. Mạnh mẽ. Dạ vâng. Con này cũng cá tính dữ lắm mà nha. Dạ. Anh hỏi đi chứ nãy em nhức đầu lắm á. Hôm nay bạn có mong tìm được cái người bạn đời không? Em mong lắm mới chứ như anh. Nhưng mà em cảm giác như cái anh đó hơi rụt rè với em á. Đúng rồi, anh nhát lắm. Em nhưng mà em không thích con trai rụt rè. Em thích phải mạnh mẽ để thể hiện hết ra. Tấn công liền. Tấn công cho em thấy được cái bản lĩnh của anh đến đâu. Để anh coi coi. Mới lấy chớn anh mới nhảy vô được. Nãy giờ anh nghe cô nói vậy anh sợ rồi không? Tấn công liền quá con gái sẽ sợ đi. Nhưng mà cô đây là hơi ngược lại chút. Cô thích tấn công anh có dám không? Dám. Dám không? Dám. Thì. Thề phải không? Giờ mở màn ra nhào vô ôm hung liền nha. Chưa, từ từ. Bây giờ cái điều gì em không thích ở người đàn ông? Không thích nhiều lắm chị. Nhưng mà cái không thích của em là em phải cảm nhận từng cái chi tiết nhỏ mà em kể ra, đâm ra em là nhỏ nhặt nên em sẽ không nói. Nhưng mà tự nhiên em cảm nhận người đàn ông là em biết rằng nó của em hay không liền. Nếu vậy thì chị qua coi mặt cũng như không thôi phải không? Mà chủ yếu là em coi mới được. Em nhìn em thấy thích là tự nhiên em thích à. Luôn. Nãy giờ cảm nhận qua màn thôi thì em nghĩ người đó như thế nào? Quá nhát và hơi rụt rè. Với thứ hai nữa là cái môi trường của anh ấy làm em không biết rằng nó có hợp với em hay không nữa cơ. Ủa là sao? Vận động viên thể thao thì anh thích hành động, còn em thích cảm nhận. Nó động phía trong á chị, còn anh động phía ngoài. Trời đất ơi. Thôi mệt rồi nha, cái này cũng căng à. Không sợ hả anh? Nãy giờ nghe vậy thấy à, thấy có căng thẳng gì không? Dạ không, bình thường thôi. Anh hành động bên trong được không? Khó chứ lại. Anh, ủa cái này gì đây? Giật tennis. Giật á. Lên đây đánh luôn hả? Đâu khó. Vậy là hành động bên ngoài rồi. Lên đây mà tính đánh tennis trên này là thấy thua rồi. Cô này là cũng thích hành động bên trong. Anh biết hành động bên trong là hành động gì không? Không, chưa hiểu. Thở. Anh biết hít thở không? Biết à. Đâu ví dụ như là anh hít thở sao anh hít thở ra? Sao anh hít thở ra? Hít thở phải sâu. Cho hai người gặp mặt đi. Để coi kỳ cũng cảm giác được gì không? Cô này cảm giác đúng anh này. Không lẽ giờ đánh tennis hả? Thật sự thì chị cũng đồng cảm với em là anh này quá nhút nhát. Nhút lắm chị. Bây giờ đúng anh rồi. Cầm vợt lên mục đích anh làm gì cho anh thể hiện em á. Rồi kéo màn. Đừng có rung nha anh. Anh sợ phụ nữ không? Không, bình thường mà đâu sợ. Hả? Phụ nữ hiền lành mà đâu sợ. Hiền lành hả? Nghe nói ăn chay hả? Dạ. Cơm này dặm ăn chay thôi. Em có ăn chay không? Em ăn chay trường chị. Hả? Được bao lâu rồi? Tình mười mấy năm rồi chị. Ăn chay trường mười mấy năm lạ mà thích ta? Quen đàn ông có vợ rồi. Dạ. Trời ơi sao em lạ vậy ta? Trời ơi. Lạ thiệt. Hai người nói chuyện đi lạ quá. Sắp lá cà đấu vợt. Chào anh. Cảm ơn bạn tặng em. Dạ cảm ơn anh. Tấn công. Không có khả năng. Chưa vào trận nên nó thua cuộc. Anh đánh tennis mà anh sợ thua hả? Đó là môi trường thể thao khác em, còn môi trường cảm anh nhút nhát lắm. Cho anh thực hành á, anh cứ thử đi. Thử đi. Cho anh nắm tay em, hôn em đó. Thấy, trời ơi, rung dữ vậy. Trời ơi, rung lắm mình hơn. Trời ơi, nắm chặt tay à, thấy sao anh? Phê. Hả, phê không? Thấy sao em? Hôn xong rồi em có cảm giác gì không? Không, anh làm chưa tới chỗ không? Tới chưa? Dạ chưa. Rồi vậy chưa tới. Em có một cái điểm duy nhất mà người nào chạm được cái chỗ đó thì em sẽ yêu người đó hết mình mà yêu cuồng nhiệt luôn, yêu hy sinh hết cuộc đời của em luôn. Anh không biết chỗ của em thế nào. Em thấy số phận của anh rồi đó. Anh không hiểu. Em chưa chịu anh, em phải làm sao cho em chịu anh đi. Đúng rồi. Làm nhanh lên hết giờ. Không, không được. Không là... được. Không được. Em cũng mà. Cầu hôn. Em không có chịu. Sau này mình nói tiếp. Quen nhau khoảng 6 tháng đến năm mình sẽ cưới nhau. Từ từ. Nói đàng hoàng chậm chậm đâu mà để chị nghe, nhìn vô mắt thẳng nhau. Mà anh em quen nhau khoảng 6 tháng tới năm rồi mình sẽ cưới nhau. Anh lo em tới trọn đời thôi. Được chút gì không? Không được gì. Trời ơi. Nói gì câu đi, một câu thật tình cảm thôi. Ừ. Anh yêu em. Anh yêu em, trời ơi. Thôi hết giờ. Quá dữ. Chuẩn bị. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 3 2 1
hai bạn. Giờ rung anh. Chẳng thề. Nhìn mặt khoái lắm rồi nè. Nói thiệt đúng không? Thật khoái thiệt. Đó giờ có gặp người con gái nào mạnh mẽ vậy chưa? Chưa. Chưa sao đang buông ra? Em buông, em tự buông anh. Không, nắm đi không cho buông. Đã nắm là không cho buông. Mình phải quyết liệt vậy đó. Khoái thiệt rồi hả? Hả? Thấy cô sao? Nhìn cũng hay hay, cũng hấp dẫn. Quyết định lấy cô làm vợ không? Quyết định. Quyết định luôn. Ừ. Nói đi, chắc nói không? Với anh, nói với cổ đi. Chắc. Mấy, nói đi. Bao nhiêu phần trăm? 100%. Giờ nói anh quyết định lấy em làm vợ đi. Nói quyết định lấy em làm vợ. Chưa. À, bình tĩnh nè. 2, 3. Anh quyết định lấy em làm vợ. Chắc chắc tôi phải đi theo này để tôi rất đốc quá. Đây là những chiếc vé. Chúc hai bạn đi xem phim thật là vui. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn anh chị, cảm ơn chương trình. Đứa con gái đó là điều tiên quyết đúng không? Dạ. Điều kiện đầu tiên đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Em thấy sao nè? Bé gái 5 tuổi nè, rất là đáng yêu cái tuổi đó đó. Dạ, 5 tuổi thì là độ tuổi rất là đáng yêu và cũng đã biết nghe lời rồi. Thì em nghĩ rằng nếu mà em và bạn Nam có những cái mối nhân duyên sâu hơn nữa thì tất cả đều nỗ lực thì em nghĩ rằng là cũng sẽ vượt qua thôi. Em cũng rất là hy vọng rằng là hôm nay thì đến đây gặp bạn thì cũng là cái duyên rồi. Còn đến như thế nào thì em cũng còn mong là trao đổi thêm nữa. Nhưng mà bây giờ em tưởng tượng bạn Nam bên kia là người như thế nào? Em có tưởng tượng là có giống như cái mẫu hình lý tưởng mà em nghĩ trong trong đầu không? Vì là bức màn cao quá nên là em sẽ, và qua cái trao đổi của bạn thì em cũng chưa có thể hình dung được rằng là bạn ấy có như mẫu hình hoặc là như tưởng tượng của em hay không. Tuy nhiên là qua việc mà bạn trao đổi cũng như là câu chuyện của bạn từ nãy đến giờ thì em nghĩ rằng là bạn thì cũng khá là chín chắn, bởi vì bạn cũng đã có kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình rồi. Thứ hai nữa là bạn cũng khá là ấm áp. Em nghĩ cũng trong cái cách trao đổi của bạn thì em thấy là cũng như vậy, bởi vì là khi mà nghe bạn nói thì có những cái lúc mà bạn cũng có lắng đọng thì em nghĩ là cũng là người suy nghĩ và cũng khá là ấm áp. Chính xác. Dạ. Hồi nãy chị cứ hỏi hoài cái vụ bé gái mà nó theo ba hay theo bà nội á. Dạ. Là lý do đó đó. Cái đứa con gái á mà nó thương ba, nó quấn ba như vậy thì ba nó phải là người như thế nào? Ừ. Ra không tin em hỏi anh Quỳnh Linh thì biết. Con của ảnh là nó quấn ảnh kinh khủng luôn á. Dạ. Đội ba lên đầu á. Đúng không? À đúng rồi. Một cái giọng hai, giọng nói rất là ấn tượng luôn á. Dạ. Bây giờ anh cố gắng là nghe giọng nói mà cảm nhận về em đó. Dạ. À, nói chung là chàng trai bên đây rất là hiền. Dạ. À, nghe câu chuyện của nãy cũng rất là xúc động luôn. Dạ. Xin mời nhà gái. Rồi, ngồi đi bạn. Ngồi đây cơ. Mình xác chưa ra. Ok. À bây giờ là mình chỉ cách cái hàng rào thôi, mình giới thiệu lớn lên. Dạ. Để cho bên nhà gái nghe luôn nha. Em xin thử giới thiệu, em tên là Nguyễn Trường Quân, sinh năm 1988, quê ở Hà Tĩnh, hiện đang làm việc tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Trường Quân sinh năm 88 tức là nhiêu tuổi? Dạ, 34 tuổi. 34. Quân làm gì? Em làm nhân viên chế bản. Chế bản là sao? Làm mấy bản in anh. À, bản in đó hả? In thùng cắt tông với rồi. Lại offset. Quân 34 tuổi, quê ở Hà Tĩnh ha? Dạ. Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, còn mình giới thiệu đi con nào. Dạ, lời đầu tiên thì em gửi lời chào đến chị Hồng Vân cùng anh Quyền Linh cùng toàn thể khán giả của chương trình. Em tên là Nguyễn Thị Tâm. Em và bạn Nam này thì cùng tuổi. Hiện thì quê của em thì là ở Thái Bình, còn hiện thì em là nhân viên kiểm soát nội bộ cho một công ty ở Bình Dương ạ. Em ở Bình Dương, làm việc ở Bình Dương. Dạ, đúng rồi, làm việc ở Bình Dương. Kiểm soát nội bộ em hả? Dạ. À, anh cũng có người bạn gái kiểm soát nội bộ em CV đó. À. Tên Thúy, dễ thương. À. Rồi, em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cưng. À, điểm mạnh của em thì khá là hòa đồng, cũng nhiệt tình với lại các bạn. Nhưng mà điểm yếu thì có thể nó cũng là một điểm mạnh nhưng mà cũng là điểm yếu của bản thân, đấy là em khá là thẳng tính ạ. Dạ. Thẳng tính. Dạ. Ừ. Rồi xin mời em trai. Ưu điểm khuyết điểm của mình nói cho nhà gái nghe đi. Dạ, ưu điểm của em thì làm việc nhà đều được, nấu cơm, nấu ăn, kho thức ăn rồi làm được hết đồ trong nhà đều được. Giặt quần áo rồi quét nhà, lau nhà. Dạ, dạ. Nữa là có vợ có con là cho con bú này kia được không? Dạ. Được không? Được ạ. Được. Ba sữa được. Ok. Em bé được ha? Dạ. Vậy là giỏi rồi. Có điểm yếu gì không Quân? Dạ, điểm yếu của em thì cũng hơi ít nói xíu. Ít nói hả? Dạ. Em có mấy mối tình rồi?
À, một. Một hả? Dạ. Dài không? Với vợ em đó anh. Hả? Với vợ em á. Em đã có vợ. Đã có vợ rồi hả? Dạ. Vợ em mất cách đây cũng hơn 2 năm nè. À, mất cả vợ, mất cả. Em có một vợ và một đứa con hiện 5 tuổi. Con 5 tuổi giờ ở với ai? Ở với em với lại bà nội. À, là ở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn hả? Dạ. À, bà nội vào giờ giữ cháu luôn rồi hả? Dạ. Rồi, chia buồn với em ha. Thôi, nhà gái được tình thay sao? Mình mới tình rồi em. Khi mà nghe câu chuyện của bạn Nam bên cạnh thì em cũng rất là thông đồng cảm với bạn. Em thì có tức là từ thời sinh viên thì cũng có hai mối tình, xong sau đấy thì sau khi mà học xong đại học thì có đi học lên thì cũng có quen một bạn khác, tuy nhiên là cái tình cảm này cũng không có được lâu dài, bởi vì là cảm thấy là quan điểm cũng như là lối sống cũng không có phù hợp nên là không có giữ được cái chuyện đó ạ. Thế nhưng mà bây giờ với cái hoàn cảnh của bạn Nam bên kia thì em có ngại cái chuyện là bạn đã có con rồi và cái việc mà mình về đó để mình dung hòa giữa mình và con của bạn không? Em có ngại điều đó không? À, câu chuyện của bạn là em có ngại. À, thực lòng là em có ngại chứ ạ. Bởi vì nếu như mà bạn ấy có gia đình rồi nhưng mà chưa có thêm một em bé nữa thì mọi chuyện nó sẽ khác hoàn toàn. Tuy nhiên là bạn lại có thêm một bé trai nữa, một em rồi. Dạ vâng, một bé nữa 5 tuổi rồi thì nếu như mà cho nhau cơ hội và có thể tiến đến những cái mối quan hệ sâu hơn thì em sẽ có gặp những cái rào cản đối với lại em bé, bởi vì thực ra là em cũng không có vướng mắc, cũng chưa có kinh nghiệm gì trong việc là chăm sóc trẻ nhỏ. Nên là đấy cũng là một trong số những cái rào cản khi mà nếu mà có duyên với nhau và đến được với nhau thì cũng là cái rào cản trong cái mối quan hệ của cả hai ạ. Dạ. Thực ra con nít đó nó như là gọi là nó như cái tấm gương á, để phản chiếu vậy đó. Dạ. À, mình soi trong gương mình sao nó sẽ y chang vậy. Mình thương nó sẽ thương mình. Đơn giản dễ lắm. Cái đó không cần kinh nghiệm, cái đó chỉ cần trái tim thôi. Dạ. Cho nên em đừng có lo vấn đề đó. Vấn đề là bây giờ hai bạn có cảm mến nhau hay không? Dạ. Nha. Chào em. Dạ, em chào chị. Chị buồn với hoàn cảnh của em nha. Dạ, em cảm ơn chị. Mặt rất là hiền luôn á. Dạ. Nhìn rất là thiện cảm luôn á. Là bé trai 5 tuổi hả? Bé gái. À, bé gái. Ô, bé gái. Dạ. thì rất là dễ luôn á. Bà xã là tại sao lại mất vậy em? Dạ, vợ em bị ung thư vú anh. Dạ. Nằm trong cái thể bệnh ác tính. Bây giờ em nhớ nhất về ký ức của bà xã về những vấn đề gì? Dạ, có gì là kỷ niệm của bà xã để em nhớ nhất không? Vợ em thì rất là hiền, hòa đồng với lại bạn bè. Dạ. Thì đối nội đối ngoại thì rất là tốt. Bé gái có đeo ba không? Dạ có chị. Thương ba lắm hả? Dạ. Rồi giữa ba với bà nội thì đeo ai hơn? Dạ đeo em hơn á. Vậy hả? Từ lúc có mẹ cũng đeo em hơn. À dạ. Vậy hả? Rồi bây giờ em mong muốn cái người bạn gái của em á thì sẽ như thế nào? Dạ thì hoàn cảnh của em thì như vậy thì em cũng mong muốn là một người hiểu và thông cảm cho cái hoàn cảnh của em và biết. Và em cũng chỉ mong là nếu như mà hai người đến được với nhau á, thì là cái việc mà yêu thương đứa con gái đó là điều tiên quyết đúng không? Dạ. Điều kiện đầu tiên đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Em thấy sao nè? Bé gái 5 tuổi nè, rất là đáng yêu cái tuổi đó đó. Dạ, 5 tuổi thì là độ tuổi rất là đáng yêu và cũng đã biết nghe lời rồi. Thì em nghĩ rằng nếu mà em và bạn Nam có những cái mối nhân duyên sâu hơn nữa thì... tất cả đều nỗ lực thì em nghĩ rằng là cũng sẽ vượt qua thôi. Em cũng rất là hy vọng rằng là hôm nay thì đến đây gặp bạn thì cũng là cái duyên rồi. Còn đến như thế nào thì em cũng còn mong là trao đổi thêm nữa. Dạ. Nhưng mà bây giờ em tưởng tượng bạn Nam bên kia là người như thế nào? Em có tưởng tượng là có giống như cái mẫu hình lý tưởng mà em nghĩ trong đầu không? Vì là bức màn cao quá nên là em sẽ, và qua cái trao đổi của bạn thì em cũng chưa có thể hình dung được rằng là bạn ấy có như mẫu hình hoặc là như tưởng tượng của em hay không. Tuy nhiên là qua việc mà bạn trao đổi cũng như là câu chuyện của bạn từ nãy đến giờ thì em nghĩ rằng là bạn thì cũng khá là
khá là chín chắn, bởi vì bạn cũng đã có kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình rồi. Thứ hai nữa là bạn cũng khá là ấm áp. Em nghĩ cũng trong cái cách trao đổi của bạn thì em thấy là cũng như vậy, bởi vì là khi mà nghe bạn nói thì có những cái lúc mà bạn cũng có lắng đọng, thì em nghĩ là cũng là người suy nghĩ và cũng khá là ấm áp. Chính xác. Dạ. Hồi nãy chị có hỏi hoài cái vụ bé gái mà nó theo ba hay theo bà nội á. Dạ. Là lý do đó đó. Cái đứa con gái á, mà nó thương ba, nó quấn ba như vậy thì ba nó phải là người như thế nào? Ừ. Ra không tin em hỏi anh Quyền Linh thì biết. Con của ảnh là nó quấn ảnh kinh khủng luôn á. Dạ. Đội ba lên đầu á. Đúng không? À, đúng rồi. À, một cái giọng ha, giọng nói rất là ấn tượng luôn á. Dạ. Bây giờ anh cố gắng là nghe giọng nói mà cảm nhận về em đó. Dạ. À, nói chung là chàng trai bên đây rất là hiền. Dạ. À, nghe câu chuyện của anh ấy cũng rất là xúc động luôn. Dạ. À, thôi thì nếu mà có duyên á thì mình hãy về chung một nhà. Anh nghĩ rằng bé gái lại cả là một món quà. Đúng để... đó, mình lời đó em. Ừ, một món quà dành cho gia đình. Dạ. Và cho cả hai đứa nữa đó. Ừ. Thấy không? Thôi. Người ta nói là gì có gì có trâu lời nghe, nhưng mà trường hợp này của mình á là giống như mình không phải có trâu, mình có hổ mà mình lời sư tử á. À, sư tử gì rồi. À, em không thích điều gì ở đàn ông? À, em thì rất là hy vọng là bạn nam không hút thuốc và rượu bia thì em không có cấm đoán gì về một cái người bạn trong tương lai, nhưng mà em cũng hy vọng là biết dừng đúng lúc, biết kiềm chế rằng là mình nên uống như thế nào, biết từ chối như thế nào ạ. Rồi. Dạ. Anh trai có thuốc không? Dạ không. Em không thích điều gì ở phụ nữ? À, cũng không thích phụ nữ là hay khơi cái chuyện cũ anh. Dạ. Không thích khơi chuyện cũ ha. Dạ. À, em muốn tìm một người yêu thế nào? Dạ. Thì cùng em xây đắp gia đình. Dạ. Đơn giản vậy thôi hả? Ừ. Rồi. Rồi. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ em đi với lại ba em của em. Ba em gái. Ba em gái hả? Dạ. Một em gái ruột với lại hai em họ. Em gái ruột em luôn đi hả? Ba, em dạ em đi gái ba, ruột. Không biết ba đây à. Ba bên kia rồi, được ba đâu nữa. À. Rồi xin mời em. Dạ, em chào chị Hồng Vân. À, dạ, anh Quyền Linh cùng chị gái trên khán đài và quý vị khán giả trong trường quay. À, hôm nay là em rất vui được đồng hành cùng anh tới chương trình này. Thì em xin nhận xét với chia sẻ với anh trai của em. Anh trai của em thì là rất là hiền lành, sống tình cảm. Có điều là hoàn cảnh vậy thì không biết chị có ngại không? Thì nãy chị chia sẻ thì em có nghe vậy rồi. Mình còn... cũng dạ, mình còn... cũng vừa nói là mình có ngại thật. Dạ. Tuy nhiên là những cái rào cản đấy mà với bạn nam mà có những cái tức là có những cái đức tính cũng như là có những cái mà sau này mình cảm nhận là tốt hơn thì có lẽ là nó cũng sẽ xóa bỏ được những cái rào cản đó thôi. Dạ, dạ. Cảm ơn chị. À, về chị gái thì em thấy chị dễ thương, vui vẻ. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ. Em mong anh chị sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Dạ. Được sẽ tiến tới hôn nhân, còn nếu không thì sẽ làm bạn của nhau. Dạ, dạ em xin hết. Còn em? Hôm nay thì đến với chương trình thì em có đi cùng với em họ em, thì bạn đang ngồi dưới ạ. Dạ. Rất vui là được gặp chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân. Ngày hôm nay thì cháu tên là Ly và cháu là bạn của chị Tâm cũng một thời gian rất là dài rồi. Thì chị Tâm là một người rất là thẳng thắn này, tỉ mỉ, cũng là một người phụ nữ của gia đình đấy, và cháu thấy là chị cũng rất là khéo léo nữa. Thì còn anh hôm bên đây thì em thấy anh cũng là một người rất là chín chắn này, trưởng thành rồi, và vì cũng có gia đình rồi nên là em cảm thấy là anh cũng là một mẫu người đàn ông, em thấy là cũng khá là ổn. Tuy nhiên thì em vẫn suy nghĩ về vấn đề là cái chuyện mà có em bé, có gia đình rồi, thì cái này thì là ở chị Tâm thôi. Nếu như mà cảm thấy mà hai anh chị tiếp xúc một khoảng thời gian, cho nhau cái cơ hội mà cảm thấy hai anh chị hợp nhau và có thể có một cái sự mạnh mẽ và bản lĩnh để vượt qua những cái yếu tố đó, thì em cũng rất là mong là anh chị sẽ có một cái kết thúc thật là happy. Dạ, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em gái. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào.
Bắt đầu đi Quân. Sao ạ? Thì đến với chương trình anh có bó hoa và là bánh. Em cảm ơn ạ. Tặng em. Ủa, bánh tráng này là sao? Dạ, kẹo đậu phộng. Đây là đặc sản của quê bạn mà. Đặc sản, rồi. À, cái này gọi là cái gì nè? Cú đơ. Cú đơ. Cú đơ, cú đơ. Chưa đi, chưa biết cú đơ. Dạ. Đến với chương trình thì mình cũng có chuẩn bị tặng bạn một cái chậu cây kịp tiền. Thực ra thì cái mong muốn đầu tiên thì là cũng là mang lại cái không gian xanh đến cho bạn, cũng như là giúp thanh lọc không khí tốt hơn. Rồi là cái cuối cùng thì cũng là mong là mang lại may mắn cho bạn trong cái thời gian bạn trưng cây. Cảm ơn. Dạ. Nè, ngồi đây. Dạ. Đó, đối diện nói chuyện đi nào. Còn tờ báo này là gì em? Dạ, đây là bài báo viết về vợ em. À, viết về gì vậy? Thì cái nhật ký của vợ em để lại cho con á. Dạ. Thì báo đăng luôn à? Dạ, báo Tuổi Trẻ có đăng. Em đọc cho mọi người cùng nghe nào. Dạ. Hãy mạnh mẽ lên con nhé. Dạ. Nên là em giữ lại đó hả? Dạ, em có giữ lại. Mà sao báo viết là lại viết về vợ em? Dạ, thì hồi trước thì chị gái của em thì có chia sẻ cái câu chuyện của vợ em cho cái anh bạn làm bên báo Tuổi Trẻ. Ừ. Thì anh đến tìm hiểu và anh viết cái bài báo này. Đầu tiên xem nào. Dạ. Một câu chuyện chắc là cũng được lan tỏa đây. Nó dạ. Mới được đăng báo ha. À, xem nha. Đây đúng không em? Dạ, không phải. Chữ nhỏ quá. Trang 11 á. Ôi, ai lấy của em mất rồi. Ai lấy rồi hả? Dạ. Ủa sao kỳ vậy? Biên tập là ai lấy? Ai lấy cái trang ruột của bạn rồi? Trang 11. Dạ. Đây không có hả? Dạ dạ. Rồi, không có cho qua luôn. Rồi, ok. Bắt đầu câu chuyện đi em. Dạ thì... Bạn... Nói trước. Nhìn em thì cũng... Tính thì cũng thấy... Anh thấy cũng... Cũng được. Nhưng mà... Hoàn cảnh của anh vậy thì em có ngại không? Em cũng vừa chia sẻ thực lòng mà nói thì là em ngại. Yeah. Thực lòng mà nói thì là em có ngại chứ. Tuy nhiên là nếu như mà trong cái quá trình tìm hiểu thời gian sau này mà anh có những cái đặc điểm cũng như là những có những cái làm cho em tin tưởng. Vâng. Có những cái yếu tố làm cho em cảm thấy tin tưởng và mình có thể tiến xa hơn nữa thì em nghĩ rằng là sẽ là một trong số những cái có thể xóa bỏ dần đi được những cái rào cản đấy thôi. Câu chuyện của anh thì thực sự là ngày hôm nay thì em cũng rất là cảm thông. Cũng hy vọng là trong tương lai thì mọi thứ đến với lại anh cũng như là bé thì suôn sẻ hơn ạ. Cảm ơn em. Dạ. Bây giờ hai bạn nói về cái việc hẹn hò với nhau đi. Dạ. Ở đâu đó? Dạ. Thì anh hồi nãy em giới thiệu là em làm ở đâu anh? Ở Bình Dương ạ. Bình Dương. Bình Dương thì ở Bảo Bàng cơ. Khá là xa anh đấy. Ở quận 12 ngay chỗ An Sương. Dạ. Thì nói chung là anh ở quận 12 ngay chỗ An Sương á, cầu vượt An Sương. Em không biết. Dạ. Là gần không Linh? Gần. Gần công viên phần mềm Quang Trung đi lên đi cũng đi qua cầu Phú Cường rồi tới Bình Dương rồi. À dạ. Cũng gần. Không biết là công việc của anh thì có gặp những cái khó khăn gì, tại vì em nghe thấy qua công việc của anh ấy thì là em nghĩ rằng là khoảng thời gian dành cho công việc cũng khá nhiều ạ. Dạ cũng nhiều. Như em thì là em so với lại các bạn mà cũng đi làm công ty thì có lẽ là cũng sẽ nhàn hơn một xíu, bởi vì làm thì giờ hành chính thôi và
thứ bảy chủ nhật thì em được nghỉ, nên là nếu như mà có cái câu chuyện là sau này anh với em và cùng bấm nút chẳng hạn, thì nếu mà có những cái chuyện tiến tới quan hệ hẹn hò chẳng hạn, thì là em nghĩ rằng là có thể sắp xếp được khoảng thời gian từ thứ bảy đến chủ nhật thì có thể gặp. Có, dạ. Sắp xếp được. Dạ được. Yeah. Thực ra thì câu chuyện của anh thì có những cái khó khăn, tức là anh đang gặp những cái khó khăn, thực sự mà nói thì nó là một chút trở ngại, một chút khó khăn trong việc là đi thêm một bước nữa. Thì không biết là anh có chuẩn bị những cái gì cho tương lai nếu như mà mình đã có những cái câu chuyện xung quanh mình như vậy ấy. Dạ thì em thì nhà thì cũng có rồi mà, dạ. Dạ thì bây giờ chỉ có hai vợ chồng, nếu mà tiến tới thì cùng nhau đi làm về ấy thôi. Còn thu nhập của anh bây giờ thì cũng ổn định, cũng lo được cho gia đình 4-5 người. À dạ. Vấn đề dạ. là bây giờ em có chuẩn bị tâm lý cho đứa con gái chưa? Dạ, tâm lý cho con gái thì nó nhỏ quá chưa biết gì đâu. Con em cũng chưa biết hả? Dạ. Cũng vẫn phải chuẩn bị tâm lý cho con á. Vấn đề là bây giờ nè, em ở nhà với ai, với mẹ, với con gái thôi đúng không? Dạ. À, nhà tại Bình Dương luôn. Đấy. Nhà quận 12. Nhà quận 12 luôn. Dạ. À. Rồi em đang làm công việc tại quận 12 luôn. Dạ. Và em gái làm ở Bình Dương. Dạ đúng. Bình Dương ở với ai? Em thì hiện thì em ở tại công ty của em, với công ty thì có bố trí nhà cho người lao động sống. À, dạ. Nghĩa là em là vào Bình Dương có một mình em thôi. À, dạ đúng rồi ạ. Bao nhiêu năm rồi? Khoảng tầm hơn 4 năm ạ. À, dạ. Anh nghĩ là nếu như mà hai em tìm hiểu với nhau, dạ. mà hợp đó, thì chúng ta cũng nên về quận 12, ở đó cũng có nhiều điều kiện để phát triển nữa. Dạ. Với lại nhà thì cũng ai cũng đơn chiếc, chỉ có hai bà cháu thôi. Ha. Em trai Quân thì cũng đi làm suốt luôn rồi. Dạ. Điều đó cũng rất là hợp lý. Nếu như mà em đồng ý thì anh nghĩ rằng Quân rất là hạnh phúc, đúng không? Dạ. Bây giờ anh nói thật là đối với người đối diện em có rung động gì chưa? Dạ cũng có. Em có rồi đúng không? Dạ. Em có thích cô gái ngồi trước mặt mình không? Có. Có đúng không? Dạ. Bây giờ nè, mình bước tới, mình nói những gì mà tận trái tim của mình đi. Hai bạn cũng lớn rồi, đủ để có thể đưa ra quyết định chính đáng, chính xác ha. Rồi bước tới đi, nói sao cho cô ấy tin mình thôi. Quan trọng là nói làm sao để cô ấy có thể nghĩ đây là một bờ vai để mình tựa vào, một trụ cột của gia đình để lo cho cô ấy được rồi. Nắm tay nè, nắm tay em đứng lên đi cưng bé. Thì đến với chương trình thì anh cũng mong muốn là tìm được một nửa cho mình. Thì hôm nay gặp được em đây cũng là một cái duyên. Thì anh nghĩ chúng ta nên cho nhau một cái cơ hội. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Thì em thấy là cũng có duyên thì mới gặp mặt. Dạ. Ngày hôm nay thì đến đây thì câu chuyện của anh thực sự là rất là xúc động, và bản thân em thì đến bây giờ thì cũng vẫn còn rất là nghĩ rất là nhiều ạ. Để mà đưa ra ngay quyết định là như thế nào thì cũng thực sự là em vẫn còn khá là ngổn ngang. Thì em hy vọng rằng là sau em sẽ bấm chuông. Em hy vọng là sau khi mà nhấn chuông thì nếu mà tìm hiểu thêm mà phát triển được mối quan hệ thêm thì em cũng hy vọng là em và anh cũng như là em bé thì có một cái kết thúc tốt. Còn nếu như không thì em cũng hy vọng rằng là mình sẽ có thể chia sẻ những cái vấn đề về cuộc sống với nhau trong tương lai. Thì tại vì có mọi người ở đây ngày hôm nay thì câu chuyện thì cũng câu chuyện của anh thì thực sự là rất là cảm động. Và ngày hôm nay thì em cũng có vẫn bấm chuông, vẫn là cho cả hai cơ hội. Tuy nhiên là câu chuyện sau này thì cũng còn phụ thuộc vào cả hai nữa. Dạ. Vậy là hiểu vấn đề rồi đó. Dạ. Là bạn gái đã mở lòng rồi đó cưng. Dạ dạ. Hãy nắm bắt cái cơ hội này nghe. Rồi về ghế đi các bạn. Dạ. Tôi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu thật sự chúng ta rung động, chúng ta hãy bấm nút. Bấm nút để cho nhau cơ hội, bấm nút để tiến xa hơn nha. Mình đừng bấm nút vì bất kỳ điều gì cả. Một, chuẩn bị. 2 3. Bấm mạnh đi. Ủa, như nó bị dính rồi, cái đó bị dính rồi Linh rồi, bên đó đó. Nãy không mở ra. Rồi, ok. Rồi, chúc mừng các bạn. Nào, hãy cùng nắm tay nhau, hãy cùng vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Ngoài kia vẫn còn sóng gió, vẫn còn ngổn ngang đó, nhưng ta biết
đoàn kết với nhau, kết hợp với nhau sẽ xóa đi tất cả mọi cái ngổn ngang đó, sắp xếp lại cuộc đời của mỗi người để cho nó hoàn thiện hơn nha. Cái này cho Vân nói xíu nha, hoàn cảnh này á, chị nói em nghe nè, bé gái á, dạ, bé gái dễ lấy lòng của nó lắm luôn. Mình tại vì thực ra nó thiếu mẹ, nó rất là cần cái hơi ấm của mẹ đó. Thành ra là cái chị nghĩ là với em á, là cái việc em chinh phục bé gái đó nó không phải là khó đối với em. Chị nói nghiêm túc luôn đó, dạ. Ha? Bé em thì cũng rất là dễ chị. Đúng không? Dạ. Đó, dạ. Nó rất cần cái hơi ấm của người mẹ nha. Và chị mong là em và bạn này sẽ có một kết thúc rất là tốt đẹp. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Quà cáp đâu, quên cả quà luôn rồi. À, hôn nữa, quên. Hôn phải cái hôn đầu tiên. À. Hôn nè. Em hơi ngượng trên chương trình. Bây giờ bạn em... Do anh xin phép hôn em một cái. Xin phép hai bên gia đình cho em được hôn bạn một cái. Hôn má đúng không ạ? Em nghĩ chắc không sao. Cảm ơn. Em á, em né cái hôn của người ta mất tiêu, người ta đang hôn mà. Em đang ngượng. Xin lỗi mọi người. Xin lỗi, phải làm lại được, chị. Em làm lại đi. Không, cái gì nó phải ra cái đấy. Phải song phẳng. Em hôn lại đi. Đấy. Phải ấm áp, tin tưởng, người ta vững chãi như thế. Đây là món quà của hai bạn. Dạ. Để có thể đi từ Bình Dương đến quận 12 ha. Dạ. Rồi, và ngược lại. Đây là hệ thống Finesse Yoga. Dành cho các bạn hai cái thẻ Diamond. Cảm ơn chương trình ạ. Rồi, tặng cho em một bộ song môi Yurika 5 màu do Thép Vina QA tặng. Cảm còn nếu mà chị, hai em đăng ký kết hôn thì sẽ có một món quà trị giá là 20 triệu đồng để gửi tặng cho các em nha. Này nó hơi bự để cho bạn. Được, dạ. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chương trình ạ. Hoa đây, scooter đây. Quà của các bạn. Hãy giữ lấy. Ôi, đi xuống đi, tôi dạ, đưa hộ. Người rồi, bé quá. Em đi lên trước ạ. Đi xuống đây. Em đi theo luôn đi. Người yêu thì em có xin tắm không anh? À, có người yêu thì nếu mà nhắc thì mình sẽ đi tắm. Phải nhắc rồi hả? Và lý do sao mà em Alex gọi? Dạ, tại vì em thích đá banh á. Xong em thích ngài Alex Cuson của huấn luyện viên của MU anh. Xong vậy tính của em cũng giống ngài Alex á, nên là mọi người gọi em là ngài Alex. Ủa, ngài Alex cũng không có tắm hay sao? Dạ không, ý là quyết đoán trên sân cỏ chị. À, chị tưởng là ngài Alex cũng 3-4 ngày mới tắm lần. Cuộc đời mai mốt của tôi lần đầu tiên gặp ca này. Gọi là có sở thích gì đó banh mà sở thích không có tắm nữa. Trời ơi, 2-3 ngày mới tắm lần chắc mệt lắm à. Thôi vậy thôi, chứ có bạn gái, có vợ thì phải tắm thường xuyên nha. Ủa dạ, em vậy tình trường của em sao em? Dạ em chưa trải qua mối tình nào chị ạ. Hèn chi. Lý do tại sao em chưa có mối tình nào? Dạ lý do chắc là em trúng độc hoa tình. Rồi, bây giờ chúng ta giới thiệu về mình đi bạn. Dạ em chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hoàng Thiện, biệt danh của em là Alex Còi. Năm nay em 29 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn nguồn gốc của em là ngoài Nam Định. Công việc hiện tại của em là trưởng phòng giao hàng. Rồi, mời bạn nữ. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thị Bích. Năm nay em 25 tuổi. Hiện em đang là giáo viên tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn gốc của Bích ở đâu? Dạ em quê gốc ở Quảng Ngãi nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng luôn ạ. À, rồi. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Dạ về ưu điểm thì em được bạn bè nhận xét là một người hòa đồng, dễ thương, thân thiện, là một người biết lắng nghe, chia sẻ và yêu thương gia đình. Khuyết điểm của bản thân thì em hơi nhút nhát, ít nói. Nói chuyện thì cũng không có được thu hút người khác lắm. Thường thì em không có gây ấn tượng với các bạn hoặc là người đối diện qua cái lần đầu tiên gặp mặt ạ. Rồi, ngoài ra thì cái chiều cao của em cũng là một cái hạn chế của em hả? Cao bao nhiêu? Dạ em 1m52. Mà là bình thường. Dạ mà may mắn cho em hơn nữa là em chơi trong các hội bạn thân hay là những người thân của em, người quen của em thì toàn là chân dài tới nách không à chị? Đó là tại xung quanh thôi chứ còn thật ra em chị thấy rất là vừa vặn. Dạ. Hôm nay vậy là hợp á, bên đây cũng hợp với em rồi về chiều cao rồi đó.
Bên đó là sao, cao nhiêu? Dạ em cao 1m65 chị. Được rồi, vậy là xứng rồi. Gái năm mươi mấy, trai sáu mấy là được rồi. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em là biết chơi thể thao như là bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, đua xe. Hả? Không chỉ có đua xe nữa. Dạ. Đua xe gì? Dạ đua xe đạp chậm ạ. À được. Chậm phải nói rõ. Khuyết điểm là gì? Dạ khuyết điểm của em là hơi nhút nhát và hay ngoáy mũi, khạc nhổ lung tung. Cái gì? Trời ơi ghê vậy? Thiệt không nhỉ anh? Dạ thiệt. Cái này là phải coi lại chứ không được nha. Chị qua coi đi chị. Dạ cái này cũng nó thành cái tật ra. Ngoáy mũi hả? Dạ. Ngoáy sao ngoáy coi? Dạ ngoáy như thế này chị. Anh sao anh ngoáy cái ngoáy trước mặt mọi người không anh? Đừng có kêu nó khạc liền á. Dạ em có khạc trước ở dưới đã. Hả? Khạc dưới phim trường của người ta, khạc dưới rồi mới lên đây hả? Không, em vào cái chỗ khuất khuất em khạc á chị. Trời ơi, khạc khạc ngoài đường người ta còn quét dọn, ông Trung trong kẹt ông khạc. Khạc ngoài đường. Phim trường người ta khạc ở ngoài, mất quá người ta không còn lao được. Khạc ở đâu, ở ngoài đường luôn. Trời phải ơi. Đúng vị trí. Kèo dính giấy trên mặt kìa, khạc rồi lao chùi rồi, dính cái mũi hay gì vậy? Bên má bên đây nè. Đây chắc, nè, đó. Chắc nó dính cái gì chị? Đó, dính cái gì, có cái gì đó. Dạ, giấy ạ. Luôn. Ghê quá. Trời ơi. Bây giờ cái tập này phải bỏ nha. Không dạ. Khạc nhổ ngoài đường. Có sạch sẽ à? Không? Khạc nhổ dạ, đúng bơi. Em cũng sạch sẽ chị. Bao mấy bữa mới tắm bữa? Dạ có thể 3 ngày tắm một lần ạ. Thôi tôi về. Thiệt không em? Dạ thiệt ạ. Trời ơi. Trời ơi thiệt luôn hả? Tôi tưởng giỡn nó thiệt hả? Dạ thiệt chị ơi. 3 ngày tắm một lần? Cũng có thể 2 ngày hoặc 1 ngày ạ. Ủa tại sao vậy em? Tại sao không tắm? Tắm mất dạ, 5 phút ạ. Ví dụ như trời mà nó lạnh thì là em sẽ lười tắm ạ. Em ở chỗ nào mà trời lạnh? Dạ em ở, nếu mà ở nhà thì có thể một tuần em tắm một lần. Hả? Ở trên Lâm Đồng á hả? Dạ. Tuần tắm một lần. Dạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh 3 ngày tắm một lần. Thành phố tùy thời tiết nữa, nếu mà nóng thì một ngày một lần. Rồi bây giờ nếu mà lạnh thì là 2-3 ngày một lần. Thành phố làm gì có lạnh. Nhưng mà trước khi tới đây tắm chưa? Tắm chưa? Dạ tối qua em tắm một lần rồi, sáng nay em đi em tắm thêm lần nữa ạ. À. Hay quá. Đỡ hàng chi. Nhưng mà sao kỳ vậy, cái tật là phải mấy ngày mới tắm một lần hả? Không, tại vì em lười tắm. Lý do tại sao lười em? Lý do sao lười? Dạ em cảm giác mà bước vào phòng tắm nó hơi có sợ. Sợ gì em? Sợ nước lạnh. Thì có được đâu. Mai mốt dạ, có nếu có người yêu thì anh có xiên tắm hơn không ạ? Lại lạnh. Bạn gái hỏi gì kìa? Dạ. Mai mốt nếu anh có người yêu thì anh có xiên tắm hơn không anh? À có người yêu thì nếu mà nhắc thì mình sẽ đi tắm. Phải nhắc nữa hả? Rồi lý do sao mà em Alex còi? Dạ tại vì em thích đá banh á, xong à. Em thích ngài Alex Cuson của huấn luyện viên của MU anh. Ừ. Xong tính của em cũng giống ngài Alex á, nên là mọi người gọi em là ngài Alex. Ủa ngài Alex cũng không có tắm hay sao? Dạ không, ý là quyết đoán trên sân cỏ chị. À chị tưởng là ngài Alex cũng 3-4 ngày mới tắm một lần. Cuộc đời mai mối của tôi lần đầu tiên gặp ca này. Nó gọi là có sở thích đi đá banh mà sở thích không có tắm nữa. Trời hai ba ngày phải tắm lần chắc mệt lắm à. Nói vậy thôi chứ có bạn gái có vợ thì cứ phải tắm thường xuyên nha. Ủa dạ. em vậy tình trường của em sao em? Dạ em chưa trải qua mối tình nào chị ạ. Hèn chi. Lý do tại sao em chưa có mối tình nào? Dạ lý do chắc là em trúng độc hoa tình á chị. Ủa là sao em? Dạ chắc là không nhút nhát gái với lại là em giống như kiểu hay xem phim kiếm hiệp của Dương Quá với cô á. À. Thì có cái độc hoa tình gì mà dính vô là không có biết yêu đồ á chị. À coi như là người lãnh cảm luôn á phải không? Tại đâu, nó tóm lại là ít tắm là không có bồ thôi. Đúng rồi. Về tắm đều sẽ có bồ, chắc chắn vậy luôn. Bạn gái nãy giờ em nghe bệnh như vậy em cảm thấy sao? Hoang mang quá hả cưng? Dạ em thấy hoang mang quá, anh không biết có phải do anh tính anh hài hước nên như vậy không? Không, nó không tắm thiệt chứ, nãy chị cũng tưởng hài hước chị về mà ông nói không tắm thiệt chứ hài hước gì. Hoang mang quá chị ơi. Rồi thôi, cái chuyện đó lát tính sau đi. Dạ. Bây giờ tình trường của em sao? Dạ em chưa có mối tình chính thức nào hết, nhưng mà em đã tìm hiểu hai người rồi. À. Nhưng mà sau thời gian tìm hiểu thì có những cái không hợp cho nên là không có quen nữa, không có chính thức quen nữa. Ồ, sao vậy? Mình đưa ra tiêu chí cao quá hay sao em? Cái mẫu người bạn trai của em như thế nào? Dạ, mẫu người bạn trai của em thì về ngoại hình
thì cao 1m65 trở lên. Rồi được, chuẩn. Có óc hài hước chút. Anh này chắc dư rồi. Cái này nó không phải hài hước, cái này thiệt. Cũng hài hước lắm á. Rồi sao nữa em? Rồi cũng là người biết lắng nghe, chia sẻ và quan tâm gia đình ạ. Tức là thường thì con trai mà thương gia đình thì cũng thương người yêu hoặc là thương vợ tương lai của mình. Rồi, có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ, em không thích bạn trai bụng bự. Rồi, không có bụng bự. Ở dơ. Không biết là cái này anh có sửa được không ạ? À? Nếu mà tình yêu đủ lớn thì anh sửa được hết. Nếu tình yêu đủ lớn, anh hứa anh sẽ tắm mỗi ngày. Bạn này không có tình yêu chắc thúi luôn á. Một chút á, tâm sự mà nếu được không được thì em phải bắt hứa thề trước bao nhiêu mọi người, cái vụ tắm mỗi ngày. Đúng rồi chị, một ngày ít nhất một lần. Thì ít nhất ngày một lần, đúng rồi. Trời ơi, đi cả ngày trời, thành phố nóng nực, mùa hôi, mùa kê, tùm lum, tà la, bây giờ, đó, đồ. Em nói cho anh đi, em muốn tìm bạn gái như thế nào? Dạ, em muốn tìm bạn gái chiều cao trên 1m53. Ưa nhìn. Nãy đây ta nói 52 rồi. Ơi, người không ý tứ gì hàng chí ế. Tóc ngắn, mắt to. Tóc ngắn, mắt to. Rồi, được. Rồi là người phụ nữ của gia đình. Ngắn có ngắn, to có to. Phụ nữ gia đình. Anh thấy có đó. Sạch sẽ, thơm ngon. Em biết nấu ăn á anh. Biết nấu ăn. Rồi, gì nữa? Em chỉ đơn giản vậy thôi anh. Điều gì em không thích ở người bạn nữ? Dạ, không thích là xăm mình. Không có xăm. Hay ngồi lê tán phét ạ. Ngồi lê tán phét có không? Dạ, không. Không có. Chỉ vậy thôi anh. Vậy thôi, đơn giản. Rồi, bây giờ tôi hỏi là bên kia nè. Là bây giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ, khoảng 2-3 tháng gì đó chị. Cái gì 2-3 tháng? Chưa khắc phục được cái vụ ở dơ ai cưới. Vậy thì em sẽ cố gắng một ngày em tắm một lần ạ. Rồi, cưới xong về ở đâu? Dạ, ở công ty cũng được chị. Ủa? Em đang ở công ty ạ. Công ty là sao? Mà sao không ở nhà mà ở công ty? Công ty thì cấp cho cái phòng ở đó hả? Dạ, đúng rồi anh. Nhưng mà ta có cho một mình em, ta có cho vợ của em ở không? Cái đấy chắc có em. Hả? Chắc có. Rồi còn bao lâu thì em mới có thể có cái nhà riêng cho hai chồng ở được? Em có nhà rồi anh, nhưng mà em cho thuê rồi. Có nhà riêng rồi, kì. Cho thuê ở công ty đỡ tốn tiền. Có nhà riêng là ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở trên quê, trên Lâm Đồng? Ở thành phố Hồ Chí Minh em. Quận mấy em? Dạ, quận Bình Tân ạ. Quận Bình Tân, được không em? Quận nào cũng được rồi, có ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Là được rồi em gái ha. Dạ. Anh này thực chất á, là anh dễ thương lắm. Dạ. Nói thôi, chứ không có dơ đâu. Nó dạ. Hồi hồi chút thôi. Nói chung là về mình sửa được anh. Giống như anh nói là tình yêu đủ lớn thì đúng có rồi. Thay đổi về nhưng nhau mà giống em có thể cải hóa được anh này là ngày tắm một lần, hai lần không? Chắc là phải cam kết, có cam kết gì đó. Yên tâm gì đó không? Dạ, giống như là không thực hiện thì sẽ bị phạt cái gì đó. Anh sợ phạt thì anh sẽ làm theo. Tắm không nhau của chung, đơn giản vậy thôi. Đúng rồi. Em không thích tật xấu gì của người đàn ông? Dạ, em không thích tính gia trưởng. Đây chắc không gia trưởng thôi. Tắm nó còn tắm mà gia trưởng gì. Anh chơi thể thao thì được ạ. Chơi thể thao nhiều. Chơi nhiều mồ hôi đổ nhiều lắm. Gì nữa? Nhiều em run quá em quên rồi. Em có ngại làm dâu không? Dạ em thì không ngại làm dâu. Em nghĩ là làm dâu thì giống như mình có thêm một người cha, một người mẹ nữa. Rồi chẳng hạn như là mình làm dâu mà về có bỡ ngỡ thì mẹ chồng của mình cũng từng làm dâu thì mình không biết cái gì mình có thể hỏi. Đúng rồi. Nhưng mà sao em không thích đàn ông bụng bự? Tại vì em thấy đàn thường bụng bự em nhìn có vẻ không được khỏe khoắn lắm hả? Bụng bự ta cũng khỏe lắm chứ bộ. Bụng bự đẹp không? Dạ đó là quan điểm của em thôi, cần tìm người khác ạ. Bảo đảm đi, ai cũng nói muốn eo thon lấy chồng chừng 5-10 năm là bụng nó tự nhiên bự lên. Phát tướng đúng không anh? Phát tướng đúng rồi. Dạ. Phát tướng là phát tài đó cưng. Phát tướng phát tài. Thì lấy vợ về rồi mới phát tướng. Rồi. Bây giờ em, hôm nay em ở Lâm Đồng đi với em người thân không? Dạ có. Huyện nào vậy em? Hả? Ở Lâm Đồng em ở huyện nào á? Dạ em ở thành phố Bảo Lộc ạ. Vậy thì cũng gần nhà của ba mẹ anh á. Dạ anh ở đâu ạ? À, Di Linh. Di Linh. Dạ cũng gần ạ. Vậy là rồi. Hợp lý rồi. Hôm nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi với anh chị họ với đồng nghiệp ạ. Rồi cho gặp bên nhà trai ạ. Đại diện gia đình đi. Rồi, chào em. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào Hoài Linh, chào mọi người ạ.
thực sự lúc mà Thiện nói cái chuyện ở dơ ấy thì Thiện có ở dơ thật, nhưng mà đàn thanh niên mà em không nói trước được cái chuyện, nhiều khi là nhiều bạn thanh niên thì tính kỹ tính, những người kỹ tính thì người ta ở thường là rất là sạch sẽ, còn Thiện thì tính rất là dễ. Mà nói chung trong công ty thì Thiện là người công việc là làm rất là chu đáo, mỗi đúng là cũng thực sự là có một cái tính hơi ở dơ một chút, nhưng có khi nào trong công ty mà bốc mùi và ảnh hưởng những người xung quanh không? Chuyện đó là không có, tại vì trong công ty luôn luôn có người giúp việc rồi. Và thì còn quần áo thì Thiện luôn giặt sạch sẽ lắm, nhưng chẳng qua là để vài ngày mới giặt một lần thôi, chứ không đến nỗi mà như Thiện nói đâu em ạ. Còn cái tính mà ở dơ thì chủ yếu là sau này em lấy vợ lấy chồng về thì người phụ nữ là cái người mà có thể cải thiện được cái chuyện đó, nó hết sức bình thường. Chị thấy là hai em là có một cái lợi là đều ở Bảo Lộc, Lâm Đồng rồi. Thì bố mẹ Thiện thì sinh được Thiện là lớn, với một em gái cũng đang học đại học đây, vừa xong cũng đi làm rồi. Thiện nhà cửa có đầy đủ ở Hồ Chí Minh rồi. Thế cho nên là chị nghĩ là Thiện 29 tuổi rồi, cũng đến lúc mà cái tuổi kết hôn thì chị thấy em rất là xinh xắn, trắng trẻo, mà chị thấy có vẻ là hợp với Thiện. Thì chị nghĩ là chị sẽ mất một chỉ vàng rồi. Bởi vì là chị có hứa với Thiện là nếu mà em lấy vợ thì chị sẽ tặng em một chỉ vàng. Thế có nghĩa là chị mất thật rồi Thiện ạ. Em tưởng một em cây chứ. Cái mình đi với ai? Tưởng là một cây kìa. Dạ em đi với hội độc thân nhà em ạ. Hội độc thân, rồi cho chị gặp hội độc thân bên nhà gái. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, em chào anh cùng chơi và chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu, em là em cùng phòng với chị Bích ạ. Bích nhà em thì ở nhà là một người rất là hiền lành, rất là dễ thương. Có một cái là Bích rất là xinh tắm, dạ, rất là sạch sẽ và cầu toàn trong mọi việc đó. Nên là thành ra Bích hơi khó. Dạ. Nói về anh cùng chơi thì em thấy anh là một người khá vui tính, khá dễ thương, và em nghĩ đạt 85% của Bích rồi. Em mong sau chương trình thì hai người cho nhau cơ hội, em thấy khá hợp nhau. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ gặp mặt nhau ha, mình cải thiện cái vụ đó nữa là xong rồi đó, chị thấy hợp rồi đó. Chúng ta sẽ kéo hàng rào này cho hai người gặp nhau. Bắt đầu. Chào em. Dạ, chào anh. Có món quà tặng em không? Dạ, em cảm ơn ạ. Ủa ý nghĩa món quà cái gì vậy em? Dạ cái hoa này là em tự trồng. À, ủa vậy dạ, hả? Và cái chai nước hoa thì em cũng tự làm luôn ạ. Ồ, hoa tự trồng. Em tự làm cái vỏ hay làm cái ruột luôn? Dạ em hái hoa ở vườn nhà xong em ra tiệm cho người ta gói ạ. À, nhưng mà hoa này em trồng ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ. Ồ, trồng bông hồng được luôn hả? Dạ em trồng ở trên sân thượng. Hay quá ha. Vậy là còn cái nước hoa kia kìa. Cái nước hoa là em tự làm. Làm bằng gì? Dạ em, tại vì em làm ở công ty hương liệu á nên em cũng biết pha chế nước hoa. À, hay quá. Hay. Như vậy là có thể là khỏi mua nước hoa được đó. Dạ, đúng rồi anh. Vậy là mặc dù ở dơ nhưng không có bốc mùi. Tại vì tự chế được cái hương liệu đặc biệt cho bản thân. Thứ dòng mà 3-4 ngày không tắm nó xịt dầu thơm dữ lắm. Có gì nữa không? Thể hiện luôn đi em. Chị thấy có cái gì trên bàn nữa kìa, em làm luôn cho ấm. Dạ, ổn. Ngoài ra em còn biết chơi một số nhạc cụ âm nhạc thì hôm nay em xin thổi một khúc sáo để cho bạn gái nghe ạ. Rồi, xin mời em. Đừng run anh. Được rồi ạ. Mới tập hôm qua đó, thông cảm nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện đi. Các bạn cảm nhận về nhau thế nào? Em thấy anh sao? Dạ em thấy anh khá là hài hước. Về ngoại hình thì chắc là giống như những gì em nghĩ ạ. Anh thì thấy em rất là dễ thương, dạ, trắng. Với lại cùng quê nữa thì đám cưới nó chắc cũng nhanh.
Dạ. Muốn đám cưới thì phải hứa cái vụ kia. À, hồi nãy em có nghe anh nói là một hai tháng là cưới mà sao em nghe gấp quá vậy anh? Cái đó là anh nói hài hay sao ạ? Không, anh nói thật đấy chứ. Sao mà mình gấp vậy ạ? Tại vì không thì lâu hơn cũng được, tùy à. Nếu mà đã tìm hiểu rồi mà mình thích là mình làm thôi. À dạ. Tại vì theo em thì hôn nhân là phải dựa trên cái gì đó mà mình phải suy xét kỹ lưỡng, tìm hiểu nhau kỹ nhau thì mình mới nên tiến tới hôn nhân ạ. Cho nên là nếu mà anh nói một hai tháng thì hơi gấp quá. Em nghĩ là mình nên cho thời gian tìm hiểu để mình hiểu tính của nhau, hoặc là có những cái gì đó mình có thể dung hòa được với nhau ạ. Đúng rồi. Dạ. Thì bữa nay lên đây thật là anh cũng hơi run, tại vì anh hơi nhát. Em cũng nhát, anh cũng nhát nữa. Thì nếu mà hẹn hò thì em thích đi những nơi nào? Dạ em thường đi cà phê hoặc là đi xem phim, và em cũng thích đi du lịch nữa. Em đi du lịch bằng xe máy hay là đi bằng... Dạ em thích đi bằng xe máy ạ. Đi bằng xe máy thì cũng được. Anh cũng hay đi du lịch nhưng mà anh đi bằng máy bay không ạ? À anh đi bằng máy bay ạ. Anh book vé em đi là em đi chung luôn. Dạ đúng rồi. Lần sau là book vé đôi nha anh. Được ạ. Quan điểm về hôn nhân gia đình. Quan điểm về hôn nhân gia đình của em như thế nào? Dạ thì giống như em nói ban đầu thì mình nên tìm hiểu nhau kỹ để mà hiểu nhau rồi mình mới tiến tới hôn nhân ạ. Và anh có, tức là anh có khi mà yêu thì anh có thói quen là như là giám sát người yêu mình quá không ạ? Tại anh chưa yêu lần nào nên tôi cũng không biết là giám sát người yêu đâu. Tôi yên tâm. Anh gái hát tặng chàng trai một đoạn bài hát nào đó. Thực ra em hát cũng không có hay rồi, chỉ là hay hát thôi. Nhưng mà em cũng xin gửi đến quý vị khán giả và hai MC bài hát Hồn Quê. Em theo anh qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương tình hôm nay lớn dần. Lòng buồn giờ dời xa xăm, gợi lại kỷ niệm khói, trong khói lòng ban chiều và mái tranh thua còn nằm môi. Cây mẹ che bóng mát môi, chiều ta đứng chờ nhau, như âm xưa như lá sông lại bên giây phút đầu. Lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi sau, thôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu. Mỗi một tuần chúng ta gặp nhau mấy lần, các bạn thôi trao đổi luôn đi. Thời gian rảnh của anh là khi nào ạ? Là anh rảnh buổi tối từ thứ hai tới chủ nhật luôn. À từ thứ hai tới nhật, còn ban ngày thứ bảy chủ nhật anh không rảnh à? Thứ bảy chủ nhật thì anh rảnh nguyên ngày. À vậy chắc em bận hơn anh rồi. Tại vì em là giáo viên tiếng Anh nên là thường cái giờ trung tâm thì nó hơi khác một chút xíu. Là em dạy cũng... ở trung tâm nào? Dạ em dạy trung tâm ở Tân Bình ạ. Dạ cũng trung tâm tiếng Anh nhỏ thôi ạ. Và em có làm bán thời gian nữa. Thì thời gian em dạy cả ngày thứ bảy luôn ạ. Tức là em rảnh chiều chủ nhật và các buổi tối khoảng từ 7 giờ. Em cũng rảnh buổi tối ạ. Thì buổi tối mình hẹn hò cũng được. Dạ. Thì anh có thể làm học trò tiếng Anh của em được không? Dạ em thì không có giỏi tiếng Anh, với lại các cô giáo tiếng Anh đây rồi anh. Giỏi mới đi học. Vậy thì em dạy anh ok. Dạ miễn phí. Dạy vài câu đi. Tình yêu là như thế nào? Anh biết nói anh thích em như thế nào? I like you. Yeah, I like you. Học trò này dạy được á anh Linh. Dạy anh ấy một câu là anh sẽ yêu em đến suốt cuộc đời. I will love you forever. Forever. I will love you forever. Nói nguyên câu đi. I will love you forever. Hay quá. Rồi bây giờ mình tỏ tình sao nó lãng mạn hay chút xíu. Đó là phải lồng ghép cái sự tỏ tình cùng với lời hứa hẹn mình sẽ tắm mỗi ngày đó. Để quyết định bạn gái có bấm nút hay không. Để em hát một bài. Hát một bài. Dạ. Rồi.
cháy lên đi lửa thiêng, cháy mãi cho bóng em hiện ra. Giữa ngọn lửa em trao bầu rượu, em trao lời nói, nhớ mãi nhớ lời nói. Lửa cháy rượu đắng ngày nào, con đàn chim chư rao bay qua dưới bầu trời. Còn dòng sông ruông pa trôi qua dưới mặt trời. Còn yêu em anh, còn yêu em mãi người ơi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thủ tục nha. Mời bạn để tay nút bấm. Đây. Đừng có hứa đó nha. Dạ anh hứa trước đây rồi. À, anh hứa là sẽ tắm thường xuyên. Thường xuyên là sao? Thường xuyên là mỗi tháng hay là bây giờ trước mắt mọi người em nói là dài đi ha, mỗi ngày anh sẽ tắm một lần trở lên. Không, bây giờ nè em phải nói bắt đầu từ hôm nay có em rồi, anh hứa trước mắt mọi người, trước hai bên gia đình dòng họ anh sẽ như thế nào đó, nói câu dài dài. Đúng rồi, hôm nay trước mặt khán giả thì anh xin hứa là sẽ tắm nhiều hơn một lần một ngày. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Được rồi ha. Đây. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Chúng ta đã trò chuyện để phần nào hiểu được nhau, nhưng quyết định bấm nút là để hẹn hò, để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân, không phải bấm nút để chơi, không phải bấm nút chỉ đi xem phim, uống cà phê rồi thôi các bạn nha. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm đó. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau đi hai bạn. Vẫn như thường lệ, truyền thống của bạn Nguyễn Hò là hôn nhau sau khi bấm nút. Chưa yêu lần nào phải hôn từ từ, lâu lâu. Cảm nhận. Chưa yêu lần nào mà hôn phải cảm nhận xem nụ hôn như thế nào rồi nhắm mắt báo lại cho người biết nha. Từ đúng rồi, đúng rồi, coi cảm nhận thế nào. Bắt đầu từ thôi, từ để yên, hít vô sâu vô rồi. Thấy sao? Thấy tim nó run run với lại nó thơm thơm cái mùi mỹ phẩm. thơm mùi mỹ phẩm. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc nha. Đây là chiếc vé xem phim của Cùng Gặp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây quà tặng dành cho hai bạn là một phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng đến từ thương hiệu thời trang Couple TX toàn quốc. Và đây, quà tặng dành cho hai bạn là máy nước nóng hiệu Senton. Để bạn gái cầm đi. Và đây, quà tặng dành cho hai bạn là máy nước nóng hiệu Senton. Máy nước nóng hiệu Atlantic với tổng phần quà trị giá 7 triệu đồng. Đây là một phần quà đặc biệt. Nhãn hàng UBC TV, đỉnh cao công nghệ Smart TV, trị giá 9 triệu đồng sẽ thuộc về các bạn nếu như các bạn đồng ý kết hôn. Đấy. Hy vọng rằng với những món quà này nó sẽ có thể giúp bạn thêm những cái niềm vui trong cuộc sống và mong rằng các bạn sẽ sớm gửi tin mừng với chúng tôi nha. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Rồi, hãy nắm tay nhau đi tìm hiểu nhau đi hai bạn. Rồi, bạn gái đi trước nha, bạn trai đi sau để đỡ nha.